Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ông, kính chào quý thầy, quý cô, kính thăm toàn thể quý Phật tử. Dạ bạch ông, con theo dõi từ bữa trước bữa nay, ông nói là ông sẽ tiếp tục khai triển về vấn đề mà nhiếp thọ bằng Bồ Tát, bằng nhiếp thọ tối thượng, và trao truyền phú chúc cho Bồ Tát bằng cái phú chúc tối thượng, mà con chưa được nghe cái khúc đó. Con A Di Đà Phật, con thỉnh ông cho con được lắng nghe lời ông dạy. A Di Đà Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với thầy, với cô, với Phật tử. Nghe cái câu hỏi của thầy thì tôi xin nhắc lại. Hỏi về cái nhiếp thọ Bồ Tát, nhiếp thọ câu thì nó có vấn đề chính, cái ý nghĩa chính của cái câu mà nói rằng là Bồ Tát tán thán á, là tán thán bất đoạn chủng tánh, cho là Bồ Đề là tu Bồ Đề tán thán Phật theo ý nghĩa bất đoạn chủng tánh, có nghĩa là rằng là Phật xuất hiện và thuyết pháp tất cả những cái gì để nối dõi kế thừa. Cái mình nói cho nôm na là kế thừa cái gia nghiệp của Như Lai, còn nói cho rõ thì làm thế nào mà tất cả mọi người được thành Phật, là tinh thần giống Phật không có bị mất, mà làm thế nào để được thì đã toàn kinh nói không thể nói một lời, làm thế nào để kế thừa cái này thì bắt đầu là chỗ phát tâm, đang là chỗ phát tâm rồi phát, sau phát tâm thì làm gì nữa. Đó là cái câu mà trả lời cho cả câu hỏi, chứ không thể nói rằng là trả lời rằng là kế thừa chủng tánh là thiện hộ niệm thiện phó chúc là thế nào, thì làm thế nào để thực hiện câu này thì trong cả kinh đó mới nói tới. Nhà mình theo dõi từ từ như thế này, tôi nhắc lại nói rằng là Như Lai thiện hộ niệm chưa Bồ Tát thiện phó chúc chứ Bồ Tát, đó là câu tán thán. Mà tán thán đó là gì? Như Lai mà thiện hộ niệm chưa Bồ Tát để làm gì, mà thiện phú chúc chứ Bồ Tát để làm gì, tức là khéo ban ân huệ giúp đỡ hỗ trợ các Bồ Tát để làm gì, đó là để kế thừa gia nghiệp của Như Lai. Thế nên ạ, rồi thì Bồ Tát làm thế nào để đạt được sự kế thừa này, là cái chuyện đang nói. Thứ cái là phát tâm, mình nói cái đoạn phát tâm thôi, mà trả lời xong cái này thì hết kinh rồi, không còn để nói nữa, thấy không chưa? Này, còn gì nữa không? Còn cái nào nữa không? À, rồi nói tiếp. Dạ, con A Di Đà Phật, con cảm ơn ông ạ. Và cái câu hỏi của con nữa là cái chỗ mà về bốn tướng của bốn tướng là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng, thì con bạch con cái chúng sanh tướng cái đó con chưa có được rõ lắm, ông từ bi cho con rõ thêm về chỗ đó. A Di Đà Phật. Trong cái tướng này thì nó là tướng, nhưng phải là tướng, tôi giảng là tướng, nó là tướng nhất là một cái nhau. Chữ tướng là của là thập dịch, còn tưởng là ấn tượng, chữ tướng là sai là cái dấu hiệu, còn tướng tức là cái người hành đạo không có khái niệm về, tức là trong người khái niệm mà tôi đã giảng thế nào là tướng, quá trình hình thành cái tướng từ cái nhận thức giác quan, mắt tai mũi lưỡi con mắt tiếp xúc với cảnh bên ngoài, cái tai nó nghe tiếng. Rồi từ đó khi mà nó vào trong tạo thành cảm giác, rồi cảm xúc gì đó, rồi cuối cùng thành cái ấn tượng, ý tưởng. Rồi ý tưởng đó làm thế nào từ từ đi thành cái từ ngã. Và từ ngã này á, nó xuất hiện tới bốn cái dạng. Ở đây bốn dạng, nó sẽ cắt tới 18 cái, bốn dạng. Đó là nói về cái tưởng, nên là phải là học quá trình thành cái tưởng. Cái tưởng thì nó nhiều hơn trước, dưới thức, nói cái này nhiều, thế nào trong cái tưởng. Từ con mắt để thành cái tưởng, từ cái ý để thành cái tưởng, rồi còn cái tự ngã nữa, mấy tầng cái tự ngã là trong dưới thức á, là ba cái tầng thành tự ngã, một cái tự ngã quan hệ với xã hội, một tự ngã cá nhân, một tự ngã thế nào. Còn đây cái thứ nhất là cái tưởng nè,
tới cái nói về là chúng sanh thì hôm trước cũng có giảng rồi, chúng sanh cái phạm là sattva ha. À, tức là cái sattva là có khái niệm về sattva thì tâm nó có cái sắc, tôi gọi là sắc là biên rồi, khái niệm là một cái tồn tại, tâm vật chất cũng tồn tại mà rằng là tinh thần cũng tồn tại. Thì khái niệm ta là tồn tại, tức ta tức là thân ta, bởi vì rằng mọi cái tồn tại, thân thể cũng tồn tại mà. Thân thể ta cũng tồn tại, tinh thần cũng tồn tại, mà cây cột cũng tồn tại, mà rồi mọi cái đều tồn tại hết á. Khái niệm biên là tiếng Anh rất rõ. Mà ta là một cái biên, mà cái cuối cùng cao nhất là supreme being, là thường đều là God. Mày hỏi không? Đấy là cái khái niệm tất tồn tại bao gồm tất cả mọi loài mọi vật. Đấy. Gọi là sattva being. Là ba cái khái niệm. Thì chữ biên chính á, hay tương phản tại sao mà dịch là chúng sanh, dịch là tưởng. Tôi cũng nói rồi, hôm trước người ta nói ra là ngã tưởng, nhân tưởng, chứ không tưởng cái theo thứ tự mà La Thập mà dịch. Ngã tưởng là tưởng ta, nhân tưởng là tưởng của người khác, chúng sanh tưởng là tưởng của mọi loài, chúng sanh thì nó không đúng. Tức là theo thứ tự đó. Còn toa thì chữ này là chúng nhân không chừng nhất tí rồi. Nó là cái đuôi thêm vào cho nghĩa trừu tưởng. Đấy. Giống như là giống như chữ phu thì phun nè xin đấy, nó phun thêm chữ nít vào nó thì kháng sợ xin nè, nó thêm chữ nít vào tiếng Phạn, nó có những cái đuôi để làm chữ từ tượng. Nó có những cái đuôi mà tiếng Hán không có đây chứ nè. Thì hôm trước tôi giảng rồi ha, nè thì chữ này thường ta được tính thành hữu tình, lúc này là hữu tính. Nhưng mà hữu tính á là nó chỉ cho tất cả sinh vật, mà cả cùng hữu tính, có gì hữu tính cả, đất đai cây cỏ cũng là tính, nó là chung. Nhưng mà trong này, trong kinh Phật chỉ sách toa chỉ cho con người, thành nó chỉ tính để hình chỉ tình, và tình là có tình cảm, cho nên nghĩa rõ đó là dạng dịch nó rõ là như vậy. Còn mà dịch chúng sanh á là mọi loài có sự sống. Thì vì chúng sanh là sanh, hay là thiệt ra trong cái chữ mà La Thập dịch đã sanh là sanh, mà sống mà sanh là sanh đẻ, jana, dịch tiếng Phạn nó dịch là jana chứ, jana hay jana, ủa cái tiếng Anh cũng lộn hoài vậy, à jana đúng rồi, jana đó là có sinh ra, còn mọi là có sinh ra, đây là dịch theo ý, giống là dịch theo cái chữ mà sách toa, đây à. Thì khái niệm về một cái sách là một cái sách, một cái sách là một cụ thể, ví dụ biên một cái hòn đất là một cái sách, một cái cây là một cái sách. Nhưng mà trong tất cả các sách này có một tính chất chung là sách, là sách toa có nghĩa là tính chất. Nói vào thì biết, để học tiếng Anh thì biết cái này thì biết cụ thể và trừu tượng. Beautiful, đẹp. Đẹp thì cái gì đẹp? Phải beautiful, không bao giờ lúc mình đẹp mà beautiful là phải cái gì cụ thể, mắt, tai, mũi, lưỡi nhận thấy được. Nhưng mà chỉ beauty thì bằng khái niệm cho mắt không thể thấy được. Trừ khi beauty biến thành nó cụ thể. Ví dụ beauty kiếm mình người đẹp thì beauty đó mình thấy được. Còn chữ fullness cũng vậy, chữ full thì mắt có thể thấy được, tay có thể sờ được. Nhưng mà fullness thì chỉ có ý thức mình nhận được thôi, chứ còn chữ fullness con mắt không nhìn thấy được cái fullness này. Là trong ý nghĩa gọi là triết học về ngôn ngữ, cái chữ sattva nó có nghĩa như vậy, là giảm thêm cái văn nghĩa học một chút. Bên không nghe thì ai nghe không? Cái số 4 có người nó không nghe nè, à thì không nghe thì bây giờ coi lại cái máy đi. Rõ chưa? Đấy. Chứ bây giờ sẵn này tôi nói lại cái bốn cái ngã này một chút. Ngay từ đầu chúng ta đã nói là chim kim cang, nghĩa là dùng kim cang chữ nghĩa là gì. Từ đầu á thì một thì phần lớn giải thích chim kim cang vì là cái trí tuệ bát nhã, nó giống như viên kim cang, nó tạc lấp tất cả các phiền não. Cái nghĩa một nghĩa. Nhưng nghĩa thứ hai mình nhấn mạnh từ ngày tu Bồ Đề,
người sống trong a rừng a la nhã, cái truyền thống Aranyaka của Upanishad, truyền thống chung mà người ta gọi là truyền thống Upanishad trong cái khẩu Ấn Độ. Thì các nhà Upanishad, các nhà Aranyaka này, các nhà Aranyaka là các nhà sống a la nhã đó, họ sống trong rừng đó, nó tạo thành cái xu hướng chung đó là đi tìm cái từ ngã của mình. Đó. Cái từ ngã, một cái self, một cái selfness, một cái từ ngã, họ đi tìm một cái từ ngã cho chính mình. Ngài Tu Bồ Đề là một cái người lãnh đầu cái Aranyaka này, và chính cái chỗ mà nói rằng là cái Aranyaka này là của Upanishad, ta coi là của cái Ấn Độ, cho nên các kinh điển đại thừa mà đi tìm chinh phục cái từ ngã, đi tìm cái từ ngã như Tu Bồ Đề mà trong kinh Trang á, thì người ta nói rằng là của Ấn Độ giáo. Phương diện khác ta biết rằng là trong Phật có một phong trào tỳ kheo gọi là Aranyaka, mà Upanishad Aranyaka xuất hiện sau thời đại Đức Phật chứ không phải trước, nếu về học cho học lịch sử. Thành ra là cái này đại bộ phận thì nó ảnh hưởng qua cái khoảng Ấn Độ, vì nằm trong cái Ấn Độ, và sau Phật giáo biến mất khoảng Ấn Độ thì người ta coi như cái của Ấn Độ. Như còn Aranyaka cứ tìm cái săn lùng từ cả, nhưng cái từ ngã này làm cho mà chinh phục nó. Ngay trong nguyên thiện đã nói rõ rồi, là vì khi vị A-la-hán đạt tới cái giai đoạn cuối cùng để chứng quả A-la-hán á, tức là khi một vị mà A-la-hán hướng là chuẩn bị để đối thành vị A-la-hán á, thì giai đoạn cuối cùng nhập định, định đó gọi là chung can dự định. Chung can dự định tức là phát rô pama, tức là một cái những kim cang mà một cái nhận định mà giống như kim cang vậy đó, similar to diamond, kim cang dụ, nó kim một cái thiền định mà chính cái kim cang dụ định mới diệt trừ được cái ngã, diệt trừ được cái ngã. Thành ra ngã là một khái niệm rất là chắc chắn, rất là cứng chắc trong con người, mà chỉ có vị A-la-hán bằng cái định kim cang, định kiên cố như cang mới đập vỡ cái tờ ngã này được, mới đạt được cái dứt khoát cái sanh tử luân hồi, diệt được cái sanh tử luân hồi. Đó là gọi cái ý kim cang. Thành ra cái kim cang là đi sanh tình từ ngã, đi diệt, quá trình đi diệt trừ tờ ngã. Nhưng mà diệt trừ thế nào? Không phải như các quý vị là không ngồi trên rừng nữa, mặc dù là truyền thống được Aranyaka, nhưng mà là kể cả những người tại gia sinh hoạt theo đời sống tại gia vẫn có thể thực hành được cái từ ngã này, mà đi giật được cái từ ngã này là rộng ra một chút. Thì thành ra là vì vậy mà chúng ta phải nói ra lại cái từ ngã một chút, đúng ra là nói nhiều lần lặp đi lặp lại thì nó cũng nghe nó ngủ cũng hay lắm, nhưng mà chắc mỗi lần phải nhắc lại một chút để cho nhớ. Thì có nhiều người không chuyên về triết học, và nhất là triết học Ấn Độ nữa, không có quen với những khái niệm về triết học Ấn Độ, thành ra nghe cái từ ngã nó dễ lầm lắm. Tới lại là chúng ta nói thêm á, là ở cái Trung Quốc, cái triết học Trung Quốc không có triết học về siêu hình, cũng không thiên trọng về tâm lý và luận lý, mà chỉ là một cái hệ là chính trị và xã hội. Mà tiêu chuẩn phê phán triết học tôi dùng bắt nguồn từ xã hội, trật tự an ninh, luật pháp xã hội, cho con người và con người quan hệ trong một cái xã hội. Ngay cả cái triết lý về siêu hình, về đoán thế vũ trụ được hoàn toàn, thật gần như đừng nói hoàn toàn, gần như không có. Chỉ sau khi ảnh hưởng Phật giáo họ mới đặt vấn đề bản nguyên vũ trụ là cái gì, tức là gọi là tống nho đó. Từ cái tống nho mà ảnh hưởng Phật giáo quá mạnh đấy, là họ không thể từ chối những vấn đề được, nếu không thì những người nho bỏ qua Phật hết. Thành ra là một số nho họ phải nỗ lực. Có nhiều người bị chỉ trích là cái đó là nho cái Phật gì, ví dụ như Vương Dương Minh, một trong những người mà dẫn đầu cái tâm học, tức là làm một cái nền tảng siêu hình hay là bản thể luận cho cái học Trung Quốc mà dựa trên cái tâm, mà cái tâm thì gần như là cái tâm của Phật giáo mà nó diễn qua cách của người Trung Quốc. Cho nên cái khái niệm về ngã ở Trung Quốc
mà để hiểu cái ngạo Ấn Độ không phải là dễ hiểu. Mặc dù là có một cái hệ tư tưởng Trung Quốc không thua gì Ấn Độ, nhưng về những phương diện khác. Nó kể thêm một cái chuyện cho rõ nữa là cái thời Huyền Trang, khi mà ngài về bên Trung Quốc, thì vua Đường Thái Tông muốn chinh phục Ấn Độ bằng cái tư tưởng, thì bởi vì qua cái trình bày của Huyền Trang, mà chính Huyền Trang đã liên hệ được là vua Giới Nhật Vương là giao hảo với Trung Quốc, với Đường Thái Tông, thì Đại Tông mới đề nghị Huyền Trang mà là bành tướng chinh phủ Ấn Độ bằng con đường tư tưởng văn hóa, thì đề nghị là Huyền Trang dịch đạo Đức Kinh để truyền qua Gia Trân Phạm, truyền qua Ấn Độ. Một lý do là ngoài cái lý do chính trị ra, còn một lý do nữa là Đường Thái Tông là nhà Đường là họ Lý, nhưng mà Lão Tử là họ Lý thành coi như tổ tiên của mình, là muốn truyền bá luôn. Thì Huyền Trang mới nói rằng là cái triết học Ấn Độ, cái Upanishad nó cao lắm, Trung Quốc không thể sánh lại đâu. Mà Huyền Trang á, tất nhiên là không thể cãi ngũ phép nói điều kiện. Muốn dịch á, là bây giờ Huyền Trang sẽ đóng vai một người Ấn Độ là Upanishad, và mời tất cả các cái nhà lão học, đạo học của Lão Tử đó, lão học Đạo Đức Kinh đó, thảo luận, họ chinh phục thắng được ngài Huyền Trang thì ngài sẽ dịch, chứ còn không dịch đó sẽ làm cho cười cho người Ấn Độ. Và vua đã tập hợp tất cả cho dịch để thảo luận, mà Huyền Trang không nói Phật giáo mà hoàn toàn coi như mình người Ấn Độ giáo, và dựa trên quan niệm Upanishad để mà nói chuyện. Thì tường thuật không, cái buổi này không có tường thuật, nhưng mà nó Upanishad thì biết chắc là ngài Huyền Trang nói về khái niệm về từ ngã, và họ không thể tranh luận được về, thứ nhất họ có khái niệm về tâm lý học, thứ hai có khái niệm về siêu hình học, chỉ có cái là đạo, cái đạo phi thường đạo, mà cái này thực sự ra là một triết học xã hội chính trị, về sau này do ảnh hưởng Phật giáo người ta nâng lên thành ra là cái này thành một cái siêu hình, chứ không phải là siêu hình. Thì không tranh luận lại, thì cuối cùng vô chờ cái ý tưởng này để ngài Huyền Trang bình tĩnh mà dịch kinh, chứ khỏi cần bắt buộc dịch mấy cái chuyện sách tàu quá cho Ấn Độ nữa. Tức là không muốn bành trướng bằng cái con đường văn hóa nữa, và cho rằng không thể bành trướng nổi, thì thành nó phải chấp nhận Phật giáo mà của ngài Huyền Trang. Thì cái này mình thấy á, ngài Huyền Trang, tất nhiên là ngài Huyền Trang một cách nào đó người Trung Quốc còn coi như là một người ái quốc, có một cái tình cảm đặc biệt đối với đất nước của mình, ngay khi Ấn Độ vẫn binh vực cái đất nước mình. Vì người Ấn Độ chê bai là người Trung Quốc là mọi rợ, không biết Phật pháp điên địa hạ tiện, mà Trung Huyền Trang binh vực mà có thể thuyết phục được vua Giới Nhật mà thần phục vua của mình. Vì vậy cho nên nói rằng Huyền Trang mà chê bai Trung Quốc không phải, thấy rõ rồi, có những điểm mà không thể hơn được, có những điểm hơn đó là về nhân nghĩa lễ trí tính, về cái xã hội, về chính trị, về ổn định trật tự, cho rằng Trung Quốc có thể hơn được, vì nó cái đế quốc thống nhất rất rộng lớn, mà Ấn Độ không thể có một cái đế quốc thống nhất được như vậy. Từ Tần Hán tới về sau này, Ấn Độ chỉ có một thời của Á Dục mà thôi, ngoài ra không thể thống nhất được một cái thành cái đế quốc rộng lớn như vậy. Mà Trung Quốc tan rã thành văn hợp là thành một cái đế chế tập quyền rộng lớn, đó là nhờ cái chế khổng 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 mạnh, cả cái Lão Tử nữa, trật tự xã hội. Nhưng mà truyền về cái giải thoát của giác ngộ thì Trung Quốc không thể có được. Như Tăng Triệu là một thanh niên lúc đó mới có 20 mấy tuổi, 21, 22 tuổi, đọc người rất giỏi về Lão Tử, mà mới lần đọc đây chưa phải là con đường chỗ vị hay thì hay thật, nhưng mà không có con đường cứu cảnh là cuối cùng để đạt đến. Khi mà đọc Duy Ma Trật, mà bản dịch này không phải bản dịch của La Thập, mà bản dịch cũ của Chi Khiêm, bản dịch chưa chính xác lắm, đọc xong là ta có con đường về, thì lúc đó mới theo Phật. Thì trong này cái này nó chung là cái nền tảng của triết học, kể cả Phật giáo nguyên thủy và đại thừa, nó dựa trên một khái niệm về từ ngã. Nó vì sao triết học Ấn Độ chấp nhận cái luân hồi? Ở Trung Hoa không có khái niệm về luân hồi, mà chỉ Ấn Độ mới có. Mà muốn luân hồi thì phải nói rõ với cái từ ngã như thế nào. Nó giống như các tôn giáo khác á, các tôn giáo khác đều có linh hồn. Muốn có thiên đường, muốn sinh thiên đường phải có linh hồn, và Trung Quốc cũng có quả trời có linh hồn.
nhưng mà không thành một cái hệ thống luân hồi chi chiết như Ấn Độ thì không, vì không có khái niệm về từ ngã. Vì trong cái luân hồi á, cái linh hồn trải qua nhiều cái đời, nó qua con chùa, qua con mèo, con thỏ, qua con khỉ, qua con ngựa, qua tất cả như vậy á, có một cái không thay đổi. Thì vậy cái từ ngã là cái gì, nó thay đổi trong tất cả những cái này, họ đi tìm một cái từ ngã chân thật. Còn nếu mà linh hồn mà xin lên trời á, thì tôi là đàn ông xin lên trời của Thiên Chúa, tôi vẫn là đàn ông, mà tôi con nít, tôi chết lên tôi vẫn là con nít, không có gì thay đổi. Thì khái niệm linh hồn là chỉ ở một bậc mà thôi, chưa thể một cái linh hồn mà cái mà tồn tại vĩnh hằng trong cái sự thay đổi được. Cái linh hồn mà như các tôn giáo quan niệm đó là một linh hồn, nó gọi là một cái hữu ngã, một cái person, một cái hữu ngã. Nó tồn tại nó chỉ trong một cái khoảng này mà thôi. Khi tôi là con người, nếu tôi què chân, tôi bị cục một giò, tôi chết, tôi vẫn là con quỷ một giò. Tôi cục đầu, chết, tôi làm thành ma cục đầu. Cái linh hồn nó bị liên hệ như vậy. Tôi chỉ một đời mà thôi, ta không thể quan niệm được. Nhưng mà luân hồi từ một con người sinh ra một con thỏ, thì cái linh hồn con thỏ có giống với linh hồn con người hay không? Trong con thỏ đó là con người hay là con thỏ? Thì đây là vấn đề. Vậy cái từ ngã là cái gì? Khi tôi là con người thì cái từ ngã tôi là con người. Vậy khi tôi là con thỏ thì cái từ ngã tôi là con người hay là con thỏ? Thì mình nói là tất cả khái niệm linh hồn không còn nữa. Thì chính cái điểm này Ấn Độ, cái triết học từ ngã nó vượt xa tất cả các tôn giáo. Thì ở đây chúng ta nói chuyên gia nó có bốn khái niệm về từ ngã. Nói về từ ngã, nó phải nói tới một cái quá trình hình thành thế nào mới thành một cái từ ngã. Ở đây chúng ta học triết học Ấn Độ hay tôn giáo thì nói thằng linh hồn là cái gì và nó tồn tại như thế nào, nó vĩnh viễn hay là giai đoạn. Nhưng mà nói tới triết học thì đầu tiên là cái này hình thành để biết rằng khái niệm về từ ngã là khái niệm thật hay là giả. Cũng như chúng ta nhìn một cái cây trước mắt, chúng ta phải có khái niệm rằng cái cây này làm sao chúng ta nhìn được nó và thấy nó, và cái cây đó là thật hay là giả. Chúng ta thấy cái cây trước mắt, cái đó thật hay giả. Vậy thì thực sự chúng thấy cái gì? Khi chúng ta nhắm mắt, khi ta loạn thị, một cái cây đó nhìn thành hai, hoặc là cái cây màu xanh, màu đỏ nhìn thành màu tím, màu vàng, mà cây cũng thành cây. Nhìn cái khúc gỗ dưới nước thẳng, một chút nữa nó cong, cái cây dài thành ngắn. Vậy thì cả chúng ta thực sự là cái gì, nó có thay đổi hay không? Chứ cái thấy giác quan chúng ta có thay đổi, và cái ý tưởng cũng có thể thay đổi nữa. Vậy thì cái từ ngã mà chúng ta thấy có thay đổi hay không? Mà muốn biết thay đổi hay không phải bắt đầu từ nhận thức. Thì con mắt nó nhìn thế nào để nó nhìn thấy cái cây, cái lỗ tai thế nào nó nghe tiếng, đó là vấn đề nhận thức luận. Và trong nhận thức này, cái gì thấy, cái gì nghe, có một cái tôi, và cái tôi này là cái tôi gì, quá trình đi thành từ ngã. Thì cái tranh luận, cái nhận thức về cái tôi để biết rằng là cái nhận thức đó có bị đánh lừa hay không. Nếu mà tất cả nhận thức chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cả ý đánh lừa nữa, không có cái gì cái thật, thì khái niệm về từ ngã cũng chỉ là một khái niệm về đánh lừa. Thì phải xác định rằng là cái chúng ta có cái thật. Nghĩa là quá trình về nhận thức luận mà đi từ tâm lý học, thì quá trình nó phát triển như tới cả sau này Huyền Trang nữa, tức là tới thế kỷ thứ 13 Ấn Độ nó vẫn còn. Từ khi Hồi giáo tới đuổi chạy thôi, Phật giáo biến mất, tìm cái nhận thức. Ban đầu thì người ta tìm cái từng khái niệm về siêu hình, liên hệ tới vấn đề Thượng Đế, cho rằng là có Thượng Đế thì có một cái linh hồn nó từ Thượng Đế mà ra. Nhưng càng ngày ta phát hiện ra những khái niệm là mâu thuẫn. Cuối cùng là biết mâu thuẫn từ đâu, nó từ cái nhận thức. Cái cây thẳng nhìn thấy cong, cây dài nhìn thấy ngắn, là cái mâu thuẫn nhận thức. Thì ta đặt lại cái vấn đề nhận thức. Thì người Ấn Độ có một cái đặc biệt, các nơi khác không có. Chúng ta chỉ nhận thức bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, và thêm tầng nữa là bằng ý thức suy niệm, thành chia làm hai thế giới. Thế giới của giác quan sensible world,
thế giới của giác quan và thế giới của ý tưởng. Thế giới của giác quan và thế giới của ý tưởng trong thế giới của Platon ấy, Plato, hay là thế giới của ý tưởng, hai cái. Thế giới của giác quan có thể đánh lừa, con mắt có thể nhìn thấy sai, nhưng mà thế ý tưởng không nhìn thấy sai được. Giả thế như là chúng ta đi trên chiếc tàu, thấy cái bờ nó chạy, thì giác quan chúng ta, kể cảm giác chúng ta nữa, thấy cái bờ nó chạy, nhưng mà ý thức chúng ta biết rằng cái bờ nó không chạy mà chính chiếc thuyền chạy, thì cả mình biết chắc là cái bờ không chạy, thì chỉ biết chắc nó không nằm trong giác quan, nhập nằm trong ý tưởng. Thành chia làm hai thế giới, từ Platon trở đi là chia làm hai thế giới. Nhưng mà triết học Ấn Độ thì bắt đầu người ta cũng chia thành từng cái thế giới như vậy. Nhưng mà cái quan niệm từ ngã của họ, đặt cái tâm lý của họ là nó đi tới những cái tầng mà triết học phương Tây khó mà đạt tới được. Thì này, vấn đề này hơi dài dòng nha, trong vấn đề triết lý thì tôi nói triết học nó lan qua nhiều quá thì rồi nó rối trí, vì những vấn đề chuyên môn triết học từ Đông sang Tây thì nó nhiều quá. Rồi chắc tôi phải rút lại chút, rồi phải rút lại cho bây giờ mới đi từ qua Platon mà bắt đầu tôi lan qua Hy Lạp nữa, thì từ Platon mà chạy xuống cái Tây Hê Chí Gồ Tây Quy Sập tới cả Heidegger, thì cả một cái dòng như vậy, từ thế giới ý tưởng thì idea này lên idea thành ideo, ideo là idealism, là chủ nghĩa duy vật, là thành chủ nghĩa duy tâm, không xong đâu. Bây giờ mình nói lan ra, bây giờ bắt đầu phá đà rồi lạc đề, phải trở lại một chút nha, giờ kéo lại hơi khó đấy. Có là lạc đề đi chứ, mình tóm lại cái đó thì khi nào gặp nó từ từ nó tiếp. Ở Ấn Độ nó là thực sự ra là mình rút lại trong cái Phật giáo, thì trong cái Ấn Độ bắt đầu thực sự ra đi tìm cái từ ngã, nó đặt câu hỏi từ cái giác quan trở đi là cái gì thật, cái gì giả, cũng như bên phương Tây vậy đó. Từ triết học Plato đó, Plato, Platon đó, từ cái chỗ cái ông Platon này, ông Plato này, bá lập đồ rồi bá lập đổ này, từ cái chỗ này là nhìn thế giới hai cái, thiệt và giả. Thì trong Ấn Độ nó, mà chúng ta biết rằng là Plato không bao giờ hỏi rằng là nói tới cái ta, nói ý tưởng, nhưng mà không nói tới câu mà người kiểu ở Ấn Độ họ đặt vấn đề tôi đang nhìn và tôi biết tôi đang nhìn, nó có hai cái tôi đang biết tôi nhìn, một cái tôi biết, một cái tôi nhìn, và cái tôi biết tôi nhìn, hai tầng cái ngã nó rõ rệt. Cái tôi biết, cái tôi nhìn, khi tôi nhắm mắt lại không thấy nữa. Nhưng cái tôi biết nó vẫn còn đó. Vậy thì có một cái tôi nó bị chết nhắm nó mất. Còn cái tôi kia nó vĩnh viễn. Hai khái niệm với cái tôi rõ rệt trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà thường người ta chỉ cho như là trong cái khái niệm về linh hồn cũng vậy. Trong cái triết học phương Tây nó chỉ có một khái niệm linh hồn là cái soul. Chúng ta dùng chúng là cái soul trong này. Một cái linh hồn. Thì cái linh hồn này á, nó nằm ở cái ý tưởng. Khi mà ta nhận thức bằng giác quan thì nó sai lầm, nhưng mà nhận thức bằng, nhưng mà cái linh hồn, cái tầng linh hồn này đối với Ấn Độ nó chỉ phải là thức thứ 6, tức là trong cái nhận định nó có 6 thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, lưỡi, côi, mọi cái thấy bằng con mắt, đó là cái thấy. Nhưng mà khi nhắm mắt lại rồi vẫn còn thấy, thì cái thấy này là chính là cái ý tưởng, là ý thức. Thì cái ý thức mà Platon nói rằng là cái mà nhìn thấy cái thế giới siêu, cái thế giới mà chân thật của ý tưởng, the world, the idea, cái thế giới của linh hồn á, đối với Ấn Độ chỉ là ý thức.
Ý thức này là một ý thức mặt tầng ngoài, ý thức chúng ta lúc chúng ta thức, nó hoạt động, lúc ngủ cái ý thức này nó biến mất, nó trở thành một cái khác. Ngay cả như mà lúc chúng ta bị bất tỉnh, bị hôn mê, bị bất tỉnh, bị trong giấc ngủ say, không có ý thức nó không hoạt động. Vậy thì khi này cái linh hồn ta là cái gì? Tức là vậy, là phải một cái tầng từ ngã nó cao hơn nữa. Bây giờ trở lại nè, trong cái khái niệm về bốn ngã tưởng nè, trước hết làm chúng ta biết là chúng ta có cái thân, một cái sắc, một cái viền. Cái thân là gì? Cái là ta tồn tại. Một cái mà ta biết rằng ta đang tồn tại. Thì triết học Tây phương mà từ Plato cho tới Descartes thế kỷ thứ 17, chứ Plato là 400 năm, khoảng 400 năm tới lịch, tới Descartes thế kỷ 17 gần 2000 năm thì mới đặt cái vấn đề này. Tức là từ cái Descartes ra đi mới biết cho rằng là tất cả cái chúng ta thấy có thể là không đúng. Trước mắt tôi có thể thấy cây cối, nhà cửa, có thể định luật này, mọi thứ được đúng hết á, nhưng mà có thể sai là vì mình sinh ra với một cái linh hồn, mà linh hồn đó bị một quỷ, một cái ego đế mình, một cái đế mình, một cái con quỷ nó đánh lừa, con quỷ Satan nó đánh lừa, chẳng phải Thiên Chúa, mình bị đánh lừa, thành ra là cái con chuột ta phát thành cái cây, giả thuyết như vậy đi, cái hòn đá thì mà ta tưởng là dòng sông, giống như con quỷ, ngạ quỷ trong kinh Phật, nó ngạ quỷ nó thấy tùm lum rồi đó, cái này nó thấy đó. Con người thấy dòng sông nó thấy thành biển lửa vậy đó, không giống. Thì giả thuyết rằng vậy, vậy thì phải chăng là ta không có? Thì ông cuối cùng nói rằng, nhưng mà có điều chắc chắn biết rằng là tôi không thể sai lầm được, là tôi đang tư duy. Đặt thành câu hỏi rằng là tôi đang tư duy, vậy tôi đang tồn tại. Cogito ergo sum, cogito ergo sum, một câu nói, một câu nói mà trở thành ra là một câu nói nổi tiếng trong lịch sử, mà chuyển cảm cái hướng của lịch sử triết học phương Tây, nó xác định cái tồn tại, cái tồn tại đó là cái tồn tại cogito, tức là một cái ngã tư duy, mà ngã tư duy này chỉ là ý thức. Nó là cái ý thức, nó thì nằm cái từ ngã, mà ý thức nó chúng ta biết là sáu thức, mà ngoài đó trong lịch sử Phật giáo càng ngày càng săn đuổi ý thức này thành ba tầng tâm ý thức. Cái ý thức chỉ là mặt ngoài, còn một cái tầng nữa, mặt nó tầng ở giữa tầng để hình thành từ ngã, còn một cái tầng bên trong, một cái tầng mà luôn luôn là bất biến, nó thành cái hình thành bất biến để biết rằng cái từ ngã bất biến thành cái ba tầng của ý thức. Trong khi người ta chỉ mới nói cái một tầng mà thôi thì tới được ba tầng được. Cái tới triết học, cái tới Freud cũng đức mẹ khám phá ra một cái unconsciousness, một cái vô thức chia làm cái ba tầng, một cái tầng ngã của xã hội bên ngoài, một cái tầng ngã hình thành nhớ xã hội, ở trong kinh Phật đó gọi là phân biệt ngã chấp, cái ngã do ảnh hưởng xã hội tôn giáo. Tôi là người Việt Nam, đụng tới cái danh dự người Việt Nam tôi nổi giận, một cái ngã hình thành một cái ngã xã hội do ảnh hưởng truyền thống văn hóa. Tầng một cái ngã nữa là ngã cá nhân, ngã của ý thức, ngã của cái tôi, nó làm trung gian giữa cái xã hội và nó để bảo vệ. Thì cái tầng này tầng trung gian, tầng tâm cùng, cái ngã tâm cùng đó là cái ngã cá biệt, cá thể. Cái ngã này là cái ngã của bản năng sinh tồn, đó là sinh tồn, dục vọng, dục tính, tham dẫn mọi cái, nhưng mà nó tường cái ngã quan trọng, cái ngã này bị chi phối quan trọng, đó là cái ngã này, một cái quan trọng đó là cái mấy cái từ gì quên mất tiêu rồi, libido, mình bị chi phối cái libido. Libido, cái ngã nó liên hệ tới cái dục tính, tức là một cái ngã ấy. Nó liên hệ tới một cái ngã, cái khát vọng sinh tồn. Ở trong cái khát vọng sinh tồn, ở trong Freud nó là cái dục tính, dục bản năng sinh tồn là bản năng dục tính,
nó kế thừa. Con người bị chi phối bởi cái một cái libido này, cái bản năng sinh tồn nó vì cái mưu cầu sự sống, nó muốn tồn tại, tức là nó muốn nó hoạt động theo cái bản năng của nó. Nhưng mà nếu mà nó hoạt động như vậy, nó xâm phạm đến xã hội, nó mâu thuẫn quyền lợi với xã hội thì nó sẽ bị hủy diệt. Thành nó phải có một cái thỏa hiệp nữa, gọi là một contract, một cái khế ước xã hội với cái contract với cái xã hội chung quanh, với cả thiên nhiên nữa. Nó muốn tồn tại, nó muốn tắm nước, nhưng mà xuống như nước lâu quá thì nó chết đuối. Nó muốn ấm nhưng mà nó nhảy vào lửa thì nó cũng chết cháy. Nó muốn ấm thì nhảy vào lửa được. Thì những cái nó bản năng nó phải hạn chế thiên nhiên, hạn chế nó, và xã hội nó hạn chế nó. Nó thấy gì cái đẹp nó muốn lấy, nó thấy cái gì hay nó muốn bỏ vào tay, nhưng vì sao? Thì cái ngã này, nhưng mà nó làm như vậy nó bị ảnh hưởng tai hại, thì nó bị ngăn chặn. Thì có một cái ngã trung gian, nó tư duy cái gì lợi cái gì hại để đưa vào và cái gì đẩy ra. Cái này là một cái trung tâm xử lý của từ ngã để bảo vệ từ ngã, đó là cái tầng thứ ba. Đấy, tầng của cái từ ngã thì ba tầng này nó gần với ba tầng của duy thức, tầng tâm và tầng tích lũy kinh nghiệm, tích lũy nhận thức, mà tích lũy tất cả một cái tập khí nhiều đời. Ở tâm Freud nó chỉ có một đời, mới tập tích lũy nhiều đời thành cái bản năng sinh tồn. Ở tâm Freud về sau nó tới cạc dâm, tới cái này là cái libido này, không đơn giản là một cái bản năng sinh tồn như một con vật, mà nó bản năng sinh tồn với xã hội. Thành ra nó có cả cái truyền thông văn hóa sở trong nâng cao một tầng nữa, chẳng phải toàn là những cái sơ, cái xấu xa, bỏ cái mà gọi là liên hệ tới cái video mà sau cái ăn xấu xa. Trong này cả một cái truyền thống di truyền nữa, thành một cái tầng cao của libido, một cái từ ngã nó dồn chứa đó, giống như cái a lại gia thức. Nó không đơn giản gì chứa là chủng tử của sắc thân, chủng tử của thân thể đó, để rằng là ăn ngủ để mà sinh tồn như con chuột, như con mèo. Nhưng mà còn một cái bảo vệ, đó là dòng giống cái ý thức về giống nòi, ý thức về xã hội, ý thức về văn hóa. Thì chúng ta tự hào một nền văn hóa dân tộc, và có thể chết cho cái nền văn hóa đó, chết cho một cái tư tưởng gọi là dân tộc, cái này thành một cái tự ngã lớn hơn. Nhưng mà trong cái tự ngã này là phải có một cái gì lớn nữa. Cuối cùng chúng ta có một khái niệm về nhân loại, chúng ta bảo vệ nhân loại. Không những nhân loại mà có bảo vệ khái niệm về hành tinh. Bây giờ chúng ta bảo vệ cả thỏ, cả khỉ, cả mèo, cả chuột, những con gì mà gọi là vô số đỏ, thì chúng ta bảo vệ. Nó có khái niệm rộng lớn, nó một cái di truyền rộng lớn cả một xã hội. Thì một cái tầng cao hơn nữa, thành tầng A là gia thức. Nó ba tầng, thì đây là ba tầng từ ngã. Thì cái tầng đầu hoạt động bên ngoài, ý thức, chúng ta chỉ đạt tới cái mức là một cái sách, khái niệm về sách loa. Chúng ta là một cái hữu thể, một cái bên, một cái cogito. Con chuột nó biết nó tồn tại, em biết một cảnh bản năng, cho nên chỉ thúc đẩy nó đi tìm. Và nó thấy con mèo thì nó chạy, nó có một cái tờ ngạo của nó, nó có cái ý thức của nó. Ý thức nó không kéo dài được. Con mèo nó vẫn nằm ngủ, chim bao nó vẫn nhớ, một chuột nó vẫn nhớ là hôm nay nó tới cái chỗ này, nó kiếm có gạo, có cơm, bữa sau nó chung vô đây nữa. Ban đầu nó chung vô đêm trước, nó chung vô nó cắn được gói mì, một gói mì tôm, một gói mì chay, nó biết cái gói đó mà để đó. Đêm sau nó chung vào, nó cũng ăn cái gói mì đó, nó không ăn gói mì khác, nó vẫn có một cái ý thức. Nó còn có một cái từ ngã, mà từ ngã đó là một từ ngã, nó là một sách tòa, nó biết nó tồn tại. Nó biết nó là một biên, một cái sách tòa, nó tồn tại. Tất cả mọi con người đều có một khái niệm này, nó tồn tại. Trong cái tôn giáo đầu tiên, ta gọi là có một cái nền tín ngưỡng, cái này chưa thành tôn giáo, mà gọi là một cái faith, một cái belief, và một cái tín ngưỡng. Nó gọi là tín ngưỡng đó là animism. Animism, một cái chủ nghĩa vật linh. Mà đại bộ phận tín ngưỡng dân tộc, tín ngưỡng đầu tiên, tín ngưỡng nhân dân cổ khai, bán khai, nó bắt nguồn từ một cái chủ nghĩa vật linh, là cây cỏ mà cái thấy đều có linh hồn hết á, vì nó lay động. Thì ở trong cho ta gọi đó là một cái sâu,
Nhưng mà chính xác đây là một khái niệm, cái sattva chúng ta coi nó một cái sattva. Vì cho rằng nó có cái tình cảm, nó có cái nhận thức, nó lay động được. Nó một cái từ ngã, đó gọi là trong chim can là Phật ta bản dịch mà là chúng sanh tướng. Chúng sanh tướng. Trong bản dịch của ngài Hiền Trang các vị khác có là hữu tình tưởng. Hữu tình tưởng. Sattva sannya. Tức là the notion of being. Thì being đồng nghĩa với chữ tồn tại. Khái niệm về một cái từ ngã. Về một cái tôi. Tôi đó là như một cái. Thì đối với chúng ta cái niệm là gì? Hằng ngày á, đau, chúng ta biết đau, ốm, mà cái tay chân chúng ta là bộ phận của ta. Trong nó có hai cái khái niệm, nó phức tạp. Thứ nhất là tay là của ta, mình phải là tay của ta. Tức là nó là cái possession, tay là một cái sở hữu. Cái chúng ta có, tức là cái tay thuộc về ta, đó gọi là ngã sở, nó của ta. Nhưng phần nữa cái tay chính là ta, thành ra hai cái, nó có hai khái niệm khác nhau trong đó. Trước hết mình nói rằng cái tay chính là cái ta, cái khái niệm như con chuột con mèo đó. Mình không đầu thai con chuột để mà mình nhớ lại mình con chuột nghĩ như thế nào. Mình không cần là con mèo để biết con mèo nghĩ như thế nào. Nếu chúng ta có thần thông biến thành con mèo thì chúng ta thì con mèo chỉ là cái biến hiện, chứ cái tâm vẫn là tâm tha thành cục, chứ biết chắc là con mèo nó nghĩ về cái ta như thế nào, con chuột nó nghĩ về cái ta như thế nào. Tất nhiên là con mèo biết nghĩ rằng là cái chân của nó là nó hay là của nó, là hai khái niệm. Nhưng mà chúng ta con người thì có khái niệm rõ rệt. Cái tay là của ta, cũng giống như cái đồng gánh là của ta, cái gươm là của ta, cái gậy là của ta, cái tay là của ta, tức là một phương tiện cho cái ta nó hoạt động. Nhưng mà khác nhau ở chỗ là cái gậy của ta, mất cái gậy thôi ta tìm cái gậy khác, không có gì buồn, mất chút xíu thôi. Nhưng mà cái tay của ta, mất cái tay của ta đi, mình cảm thấy mất một phần ta, bị tổn hại phần ta, buồn. Đó là chưa kể tới cái mặt nữa. Mất cái mặt ta, cảm thấy ta xấu rồi. Mà xấu rồi thì là cái ta bị tổn hại phần, thì có người không cam chịu nữa. Vì nó tay tàu nó có câu đó, nó là mỹ nhân từ cụ như danh tướng, bất kiến nhân, bất hứa nhân gian kiếm bạch đầu. Mỹ nhân cũng như danh tướng, không bao giờ muốn cho thế gian thấy mình đầu bạc. Một danh tướng mà thấy đầu bạc, không còn là anh hùng tướng sai ra trận bách chiến bách thắng nữa, già rồi. Đọc trong truyện Tâm Quốc thấy nói đó, Khổng Minh luôn luôn nó khích Hoàng Tung, già. Cái Hoàng Tung mới nói rằng là cái thanh niên trong tôi không già, có nghĩa là tôi chưa bao giờ già, vẫn phải cho tôi ra trận với thanh niên vậy đó. Vậy thì gì? Cái thân này chính là ta không già vì cái thân không già. Nhưng mà khi Khổng Minh nó khích ông già rồi, có nghĩa rằng cái thân ông già rồi, cho ông phân biệt cái thân đâu chơi già. Thành ra là cũng như mấy nhân vậy đó, khi mà mình già thì cái mặt mình già rồi thì mình cái ta cũng già theo, mà cái ta cũng già theo thì đời nó coi thường, không ai tầm vọng nữa, thì tự tử mà chết đi cho rồi, cho sướng hơn, để khỏi người ta coi thường mình. Thì cái đồng hóa cái ta sự vật. Còn ở ngoài cái gậy mất thì mình không có ảnh hưởng gì, mua cái gậy khác. Nhưng có nhiều trường hợp cái ngã sở bên ngoài nó liên hệ như là ông triệu phú. Ông triệu phú vì ông có bạc triệu, ông triệu phú vì ông có bạc tỷ. Mất bạc tỷ thì ông còn là tỷ phú nữa. Thì ban đầu là tiền là tài sản của ta. Nhưng tới lúc nào tiền chính là của ta. Mà tiền còn thì ta còn, mà tiền mất thì ta mất. Thành thị trường hồi đó nó sụp đổ. Bạc tỷ trong tay, sáng ngủ dậy bạc tỷ nó mất hết. Mất bạc tỷ ta cũng mất, nhảy lầu tự tử. Đó là khái niệm về cái sách tòa, ta
vần cái gì của ta đồng nghĩa với bên ngoài, đồng nghĩa vật chất. Nó có hai khái niệm, con chuột con mèo nó chỉ có khái niệm về đơn giản thôi, là thân này là ta và bản năng sinh tồn nó tạo thành ra là nó phải bảo vệ cái thân. Con chuột với con mèo nó trốn nó chạy, con muỗi thì thấy bằng tay mình quơ quơ nó chạy, nó sợ giết nó chạy, nó không có suy nghĩ gì nhiều, nó vẫn có ý thức nó hoạt động, đó là cái bản năng nó nhớ. Từ cổ lai hy nó truyền thừa cái ý thức con chuột, trong ý thức nó truyền thừa cái di truyền trong cái con chuột, cái di truyền của dị thục thức, cái này cái di truyền gọi là dị thục thức, cái di truyền trong con chuột, trong nó có ý tưởng con mèo, mà con mèo đồng nghĩa với sự chết, nó thấy con mèo là nó chạy, cái từ ngã trong nó có một cái chùm từ ngã nó vậy, cái từ ngã nó liên hệ tới sống và chết, thành cái bản năng sinh tồn, không cần suy nghĩ. Còn con người á thì đương nhiên là có suy nghĩ, thấy con cọp thì biết rằng mình có thể chết, nhưng mà suy nghĩ sẽ không có như con chuột bỏ chạy thì thấy con mèo, con người thấy con cọp bắt đầu suy nghĩ mình giết được nó hay nó giết mình, vậy ta với nó ai là chết. Nếu mà biết rằng ta chết thì ta chạy, mà biết con cọp sẽ chết là ta sân mà ta quánh con cọp, võ tòng đá hổ, anh võ tòng anh sân bắn cọp và cọp phải chết. Thì giữa hai cái nó khác nhau, con cọp có một cái tờ ngã, nó thấy võ tòng nó biết là nhân mồi, nó nhào tới nó bắt. Võ tòng nhìn con cọp biết phân biệt, nó giết ta ta giết nó, cả hai cái tờ ngã nó vẫn là một cái tờ ngã vật chất, nhưng mà cái ngã là ta và cái ngã của ta mức tầm nó khác nhau. Nó từ cái tờ ngã này, đây là một tờ ngã, một cái linh hồn trong quan niệm nhiều tôn giáo. Trong các tôn giáo đó, các vẫn quan niệm đó là một cái sâu, một cái linh hồn. Cây cỏ có linh hồn, mọi thứ có linh hồn. Mà trong ta thì cái đó là một cái sách tòa, một cái là chúng sanh tướng hay chúng sanh tưởng. Đây là một ý niệm, một ý tưởng, một Bồ Tát hoạt động mà có ý tưởng về một cái tờ ngã ở trong chúng sanh. Tức là còn cái chấp. Linh hồn của cái cây là linh hồn của cây, mà khi biến thành người thì không thể chấp nhận được. Thành ra là trong cây, trong cái chuyện tàu á, cây cối gọi là ly mị vọng lưỡng, cái chữ ly mị vọng lưỡng là cây cối hồn ma bóng quế, nhưng mà là đầu cây ngọn cỏ mà hiện thành hồn á, người ta sợ lắm. Rồi chỉ thấy con vật, con hồ ly mà thành tinh thì nó ác, nó nghe đắc kỹ á. Trong cái tượng tàu có nhiều ông tiên, ông đi mà gặp cái con quỷ hồ ly con cọp mèo mà thành tinh, ông giết để trừ hại cho người. Vì những cái mà thành người thì nó ác lắm, vì nó cái thú vẫn là thú mà. Điều đó có nghĩa rằng là con cọp con mèo có tu thành người nữa đi á, thì thú tính nó vẫn là thú tính, tức là cái tờ ngã nó con thú vẫn là con thú không thể thay đổi, nó có một cái khái niệm về linh hồn thay đổi. Nhưng mà nếu mà quan niệm luân hồi thì con cọp biến thành con người thì nó là con người, không còn là con cọp nữa, không có cái thay đổi của tự, không có một cái tờ ngã bất biến. Nếu con cọp nó thành Phật thì nó là ông Phật, không còn là con cọp nữa, không còn một cái tờ ngã cọp nữa. Nhưng mà trong hàng ngày chúng ta vẫn quan niệm tờ ngã là con cọp. Ở Việt Nam nhưng mình đạo Phật, mình tin Phật cũng vậy. Ở cái chùa con heo của chùa Dạ Lam hồi xưa ta kể đó, nó có cái bà già đó là cái cô đó, cô bắt đầu có đi Mỹ hay đi đâu đó, đi Mỹ đó. Nó, rồi thì cô chim bao thấy bà mẹ cô có nuôi mấy con heo chứ, thời mấy con heo là nuôi trong nhà, thời gọi là thời là cải thiện đó mà, mỗi nhà có nuôi con heo, tôi ở nhà lầu ấy, ở tầng 2, tầng 3 cũng nuôi heo trên lầu mà, nuôi leo trên lầu để mà cải thiện. Bà mới thấy, bà thấy cái má bà hiện hồn về, nó con heo đó là má đó, thì bà mới thấy là con heo là má, mình thay là con heo, mới đem con heo về, đem con heo về gửi trong chùa, để cho má bà nghe kinh, để bà gửi tiền. Đây là câu chuyện, ta đầu thôi, cho con heo đó, ông theo ông Già Lâm, ông mua về ông nuôi, để ông lấy phân. Thầy kỳ gọi là nhà chùa là kinh tế đó, không dám giết mà nuôi để lấy phân. Thì đấy là cái quan niệm ta nghĩ rằng là cái bầm má bà là con người, bà đầu thai là con lợn
Nhưng mà con lợn nó vẫn là con người, cái hồn nó, cái xác là lợn, nhưng mà cái hồn nó là người. Thì khái niệm đó là một cái sách tàu va, hiểu hiểu đó là một sách tàu va đã bất biến. Thế là một khái niệm về sách tàu va nha. Tất cả chúng ta đều có khái niệm nhiều không? Đa số vậy, mình không chưa thoát khỏi cái này. cái hậu quả của cái chấp này như thế nào thì mình suy nghĩ đó, mình biết nó lợi hay hại gì thì biết, nó hại nhiều hơn lợi, nó mê tín gì đó nhiều hơn là lợi. Rồi sau này chúng ta nó làm chết làm đồ mã rồi đốt xuống âm phủ để mà ở cái này nọ, vì bây giờ chúng bây giờ đàn ông chết xuống làm đàn ông, bây giờ chồng chết xuống làm chồng, mà vợ chết xuống cũng làm vợ. Nó là tôi kể câu chuyện ở ngoài Đà Nẵng, là ông sư tôi ở ngoài là ông là cái trụ trì cái chùa, tới khi mà gia đình đó là có bà vợ chết thì ông chồng mới dẫn thằng con trai lên chùa xin làm lễ 49 ngày. Thế này hỏi thầy hỏi làm cái gì, thì nói thầy kể cái chuyện cúng cái gì để đốt nhà cửa sơ nhà lậu cho bà. Thầy ngồi thầy giảng, thầy giảng cũng cái lý, bây giờ cầu siêu cho bà muốn bà về đâu, nói bà muốn bà về cực lạc, thì nó bên cực lạc là nhà cửa lầu đài thành quách độ hoa sen rồi nó đẹp lắm, thì đấy cần mấy cái nhà đất làm gì. Kể một dọc ông nghe, cái nản con trai nghe hay lắm, nó thôi vậy đừng có đốt nữa ba, thầy nói đúng á. Thì ông trả lời mày nói dễ rồi, không có nhà tao chết xuống dưới tao ở, để gì tao ở với bà. Là ông còn quan niệm rằng bây giờ đàn ông thì chết vẫn chết xuống vẫn là đàn ông. Bây giờ là vợ mình chết xuống là vợ, tức là có những cái thân thay đổi. Thì cái này thì nó là những cái tác hại nhiều hơn, không phải lại nó biến thành những hậu quả. Có những cái hậu quả không phải là lợi ra nha, nhưng mà cái hại tới mức nào thì cũng tùy nữa, có hại nhỏ có hại lớn. Cái hại nhỏ như đốt nhà đốt cửa, ở trên trần gian là cần có tiền bạc để mà sống. Bây giờ chết xuống âm phủ chắc không có tiền đốt. Ở chùa Già Lam thì tôi thấy nó đốt đô la nhiều lắm, mà đô la dở không biết chính xuống có bị phạt với cái tội xài đô la dở không. Đốt cả đống đô la, đốt một cái nhà mà cúng một cái tuần 49 ngày á, chắc nhiều khi mà 9 đô la cho đốt được cả 1 triệu đô la cho người chết xuống dưới, tưởng là giàu lắm. Mà đô la này đô la phát hành không qua cái Federal Reserve Bank, không qua quỹ tiền tệ liên bang, tự phát hành lấy, tức là tự chờ lớn, tự mấy ông thầy chờ lớn tự phát hành lấy thì không biết là có bị phạt hay không thì không biết. Chủ là nói cái từ ngã này dài quá, nói chắc cả tuần không hết thôi qua cái từ ngã khác. Từ cái sách tàu a rồi không, từ một cái sách tàu a bây giờ qua quá trình tìm hiểu qua Upanishad một chút, thực ra nó cũng gần cái Upanishad cho chúng ta cái phương tiện đi tìm từ ngã rất hay. Thì cái đầu tiên kể một ông đệ tử đi tới hỏi thầy về cái từ ngã đó, mình là cái gì đó. Thì ông thầy mới nói rằng là ngươi đi về trên đường đi gặp cái số nhìn giống như sông, thấy cái gì dưới nước thì đó là từ ngã của ngươi. Thì anh chàng mới đi về gặp cái hồ nước, nhìn xuống thì cái bóng mình trong đó, vậy là đây là từ ngã của ta. Từ ngã của ta là xác của ta, thấy rõ đây là ta rồi, mừng mình tìm thấy cái từ ngã của tôi, biết ta là ai, tôi là ai rồi, mừng rỡ về nam ngủ. Đổi nhiệt mình nhìn không thấy cái bóng nữa, tại vì lúc ở mặt hồ thì thấy, bây giờ không thấy, phải nằm ngủ không thấy cái ta đâu nữa, mất khoảng vậy là cái ta, khi nằm ngủ cái ta nó mất hẳn rồi. Đó, ông thầy nói vậy là khi nằm ngủ mày có chim bao, nhà ngươi chim bao thì cái gì ngươi thấy chim bao thì cái đó là từ ngã của ngươi, mừng rỡ về nằm ngủ chim bao, thấy rõ mình chim bao, trong chim bao có buồn có vui, mừng giận khác hơn hàng ngày ấy, là mình từ chỗ này mà muốn leo lên hòn núi kia đi không nổi. Vậy là biết cái từ ngã này vật chất không phải là ta, vì ta muốn lên mà lên không được. Thì cái ngành hàng chỉnh như mình nằm ngủ chim bao á, không muốn lên mà thấy con chim bay, mình bay theo con chim được,
mình thấy cái tháp cao, cái đứng đấy mình nhấn chân nó, mình nhảy đến cái tháp, bay đến cái tháp cao được, à, ngày bay lên cũng được. Vậy thì có một cái ta nó thoát khỏi cái thân xác này, khi ta nằm ngủ thì nó thoát ra, nó bay đi vòng vòng, bay trên thiên địa mù mù với trời, có một cái ta nó bay như vậy, như là cái ta trong chiêm bao mình nằm ngủ. Cái đây hai cái tầng này, cái khi ta thức á, có khi ta thấy, có khi ta không, khi buồn, khi mừng, giận, những khi vui thì nghĩ rằng cái ta này là vui, thì muốn nó giữ hoài mà giữ không được, là vui một lúc thì nó hết, hết vui, thì lúc đó buồn, thì lúc là buồn, muốn hết cái buồn này hết, nó không chịu hết, vui buồn nó bị liên hệ với cái thân xác này. Cái ta này nó bất thường, cái chập chờn lúc có lúc không. Và còn nữa là đứng bên vách tường này bị người ta nhốt, muốn chung với vách tường kia mà đi, đi không được. Thì cái ta này là cái ta bị hạn chế, ta này không giải thoát, cái ta này bị hạn chế nhiều lắm. Linh rừng bị cây cối gai góc nó đâm, ăn buổi sáng tới buổi trưa nó đói, buổi trưa ăn xong buổi chiều nó đói. Cái ta này, cái thân thể này không là ta được, nó hành hạ ta, là kẻ thù của ta, không hành hạ ta được. Trưng diện cho đẹp, ta cảm thấy vậy đó, ta bôi dầu thơm, sức dầu thơm, nhưng mà sức dầu thơm để một ngày mà không tắm, cái dầu thơm thành dầu hôi, hôi rình. Vậy thì cái ta này phải diệt nó, không thể là chân thật được. Phải bánh tìm cái ta nào khác thì thấy nằm trên bao đúng cái ta hơn. Ở bên Việt Nam mà không thấy cái dòng sông Sen, không thấy ở Sài Gòn, không thấy sông Hương, sông Hồng, không thấy chỗ Yên Tử, nằm trên bao thấy liền, muốn đi đâu thì đi. Khi thức bị ông vua này hành hạ này nọ, rồi muốn giết vua không giết được, sợ sợ tử hình, sợ bị tru với tam tộc, nằm trên bao phải cướp ngôi vua thế mới làm vua. Thế tâm trên bao cái ngã ta cũng bị hạn chế, cái gì cũng làm được hết á, mừng cho rằng vậy là ta tìm được cái ta rồi. Cái ta đó là chính khi nằm ngủ ta thấy trong trên bao, nhưng mà trên bao vẫn có buồn vui mừng giận. Tâm trên bao có những cái thất bại, cái buồn muốn thoát, mà trong cái chiêm bao không thấy thoát được. Ở trong chiêm bao thấy mình bị tù, mình muốn thoát không thấy thoát được, vẫn thấy tù không nhảy được. Thì cái chiêm bao gọi là cái linh hồn nó không vĩnh viễn, nó không phải vĩnh hằng, nó vẫn khi buồn khi vui. Mà cái ta muốn là luôn luôn vui chứ không có buồn. Gặp cái buồn thì muốn tránh, mà gặp cái vui thì muốn kéo dài. Nhưng ngay cả chiêm bao cũng vậy, cái buồn kéo dài mình không rút ngắn nó lại được, mà cái vui nó ngắn mình không kéo dài nó được. Vậy thì chưa phải là cái ta được, trong này là cái ta. Lại có cái ta nào nữa, khi nằm ngủ không thấy gì hết, thức dậy thấy, mà nằm ngủ không chiêm bao ai cũng biết rồi, nằm ngủ một giấc ngon lành không chiêm bao mà ngủ khỏe khoắn, vậy thế tâm hồn nó thơ thới. Vậy là cái ta khi nằm ngủ không chiêm bao, đây là một cái ta, một cái ta nó tồn tại. Cái ta này luôn luôn là hạnh phúc, là an lạc, mà không bị chi phối với buồn vui mừng giận, mà mình biết gì nó là cái gì hết. Đây là một cái ta không tư duy, không tư tưởng, không gì cả, một cái ta vượt lên tầng ý thức. Thế này, cái ta mà trong chiêm bao á, thì mình nghĩ rằng là thức thì nó có, mà ngủ thì nó cũng có, không có cái ta mà gọi là thân thể của ý thức khi thức á, thì thức thì nó còn, mà ngủ thì nó mất. Đây là một cái ta có vật chất, cái ta của cái ta mà được nhận thức bằng cái mắt, tai, mũi, lưỡi, cái sách tòa. Rồi một cái ta nữa khi nằm ngủ thì thấy, mà khi hết chiêm bao thì không thấy nữa. Cái ta này, cái ta thần thứ hai, cái ta này có thể luân hồi, nếu ở cái mức thấp thì cái ta này có thể đến nỗi có thể từ đời này sang đời khác vẫn đau khổ như vậy đó. Nhưng mà cái ta này khi mình chết thì nó không còn,
cái nằm mũi chim bao á, mình chết không thấy chim bao nữa, nó còn vậy thì trên chết còn một cái ta nữa, tức là khi nào ngủ sau cái ta trong giấc ngủ, chim bao còn một cái ta là còn một cái ta nữa. Vậy cái ta này nó đời này có đề khác, nó vẫn không thay đổi, nhưng mà đời này có đề khác vẫn còn khổ, vẫn còn vui. Đời này làm vua thấy giàu sang sung sướng, cũng có khi khổ khi vui đấy, nhưng khi chết rồi qua đề khác làm ông ăn mày hay làm con ngựa con thỏ và không vui được nữa. Ở Ấn Độ nó có cái thuyết luân hồi nó vẫn như thế này. Vậy thì có một cái ta nó vượt qua tất cả sống chết này vĩnh viễn, này là vậy, như vậy không bao giờ bị chi phối bởi luân hồi sinh tử. Thì vậy cái ta này á, nó không là giống con cọp, không giống con người, không giống da đen, không da trắng, một cái ta không thể mô tả, một cái ta không thể mô tả, ta gọi là một cái ta mà khái niệm không có thể bắt được. Cái ta mà khái niệm ý thức không thể bắt, không thể định nghĩa nó là cái gì. Vậy thì bốn tầng cái ta, nó có bốn tầng cái ta rõ rệt. Cái ta thứ nhất trong Ấn Độ giáo, cái ta đó là cái sắc. Là cái ta có vật chất, cái biên. Một cái ta thứ hai là chít, chít là mai rồi đó. Cái mai này là ý thức, nó chỉ là ý thức mà thôi. Khi mà nằm ngủ nó vẫn còn. Sách một cái chít. Thế một cái ta nữa là Ananda. Một cái ta này mới hưởng được cái hạnh phúc, một cái bliss. Thì cái ta này đồng nghĩa với một cái ăn là cái hạnh phúc, một cái bliss à. Là trong khi mà chúng ta không còn ý thức, không bị chia phối bị ý thức. Vì ý thức là lúc có lúc không, và lúc buồn, lúc vui, lúc khổ. Ý thức nó bị chia phối bởi cái khổ, cái lạc, cái buồn, cái vui, mấy cái. Thì có một cái tôi nó vượt lên cái này nữa. Thì cuối cùng một cái, nhưng mà cái tôi này đạt tới cái hạnh phúc vẫn là một cái tôi cá nhân nha, nó nằm trong một cái ngã, nó vượt lên cõi sanh tử nó. Tức là cái tôi này của các người mà những người tu yoga mới nghĩ được có cái tôi này. Vì những người tu yoga họ đạt cái tầng cao hơn, đạt cái trạng thái cao hơn, khi chết họ vẫn giữ trong cái trạng thái đó. Mà cái trạng thái yoga không phải ngủ, tức là nó vượt qua chiêm bao rồi, nhưng mà không phải ngủ nữa, nhưng mà mất cái tôi. Cái tôi đó hoàn toàn không có ý thức. Cái tôi đó là cái bliss, cái tôi của những trạng thái yoga, trạng thái thiền định, nó cấp một càng cao, càng cao lên cái bliss nó càng cao. Thì cái tôi là tôi thứ ba, một cái Ananda là cái khánh hỷ. Thế nhưng mà còn một cái tôi nữa, nó hoàn toàn kể cả nhập định nó cũng còn vượt lên cả nhập định đó. Turiya một cái tôi thứ tư, Turiya cái là đệ tứ. Tôi này chính là cái Atman. Khi mà chúng mà vượt qua khỏi cái tôi thứ ba là cái Ananda, cái thiền định không còn nữa, tức là hoàn toàn không còn cái ngã nào nữa, thì cái Atman này nó hội nhập, nó thể nhập với Brahman, nó phải là Brahman. Brahman là một cái bản thể vũ trụ, nó tồn tại, nó hòa nhập với cái Brahman, thì bây giờ nó trở thành một cái Atman, bây giờ nó đạt tới một cái trạng thái gọi rằng là vĩnh hằng, một cái này một cái mới đạt tới cái vĩnh hằng. Eternality, nó đạt tới một cái vĩnh hằng, một cái vĩnh cửu, thì chính trong cái này mới đạt tới cái eternal và không thay đổi hình dáng mọi cái, nhưng mà phải là cái ta này như hư không, nó không thay đổi. Vì gì có hư không mới là vô hạn, vô biên, không đổi cái thời gian, không hạn chế cái không gian, thì cái ngã rộng thì hột quá thì mới tìm cái này, săn đuổi cái Atman này. Thế bây giờ đây là bốn cái khái niệm. Thì trong cái này mình xét về từ này, các tôn giáo từ cái gọi là tôn giáo vật linh nó đạt tới một cái sắc, sắc tòa. Các cái tôn giáo khác đạt tới cái chích là cái tâm, là ý thức, cái ngã của ý thức xuất hiện trong ý thức.
Vì vậy cho nên khi nó chết lên thiên đường nó vui hoài, cái vui nó đối lập với cái khổ, mà cái vui nó có thể biết được, con mắt có thể thấy vì gần Thiên Chúa, cái thân có thể gần Ngài và đi qua đi lại có thể nhìn biết. Đọc trong mấy cái chuyện, mấy tiểu thuyết phương Tây thì thấy cái này là cũng tín ngưỡng nhân dân, chứ chưa phải là thần học, chứ phải phản, nó phản, nhưng phản ảnh một truyền thống văn hóa về cái tín ngưỡng về linh hồn, là bởi vì mong sao chết lên thiên đường. Là có những người nói rằng là cái linh hồn của bố của mẹ trên thiên đường nhìn xuống thấy con cái dưới này, con cái không dám làm bậy, sợ rằng bố mẹ trên thiên đường nhìn xuống là buồn. Cái này mới chỉ là cái linh hồn chết mà thôi, nhưng mà trong trạng thái không còn ý thức nữa, vượt lên trạng thái ý thức thì cái này các tôn giáo khác không có, chỉ có trong Ấn Độ mới có, Ấn Độ giáo mới có một cái từ ngã này. Nó còn vượt lên từ ngã nữa là một cái Turiya, là bốn tầng từ ngã. Thì trong Kim Cang đưa ra bốn tầng này mà trong cái khái niệm khác, mà với một cái nhận thức khác. Thì bây giờ cũng nói thêm một chút về Ấn Độ để đưa qua cái ngã của Phật giáo. Thì cái lý luận về cái từ ngã này á, khi mà đưa vào luận lý và nhận thức để là hình thành, làm thế nào chúng ta biết rằng có một cái từ ngã như vậy, thì vấn đề đi từ một cái tiền đề của Upanishad. Thì nó bốn tầng từ ngã mà nó chia làm hai tầng. Một cái tầng là thế giới hiện tượng, thì nói mình này, một cái tầng của thế giới hiện tượng, và một cái tầng khác, một cái tầng ngã đó, một cái sắc tên, một cái tầng nhãn thế, hai tầng của từ ngã. Cái tầng thế giới hiện tượng nó có ba bậc của từ ngã, nó chịu luân hồi sanh tử. Cái tầng cuối cùng là Atman, không còn sanh tử, nó thế nhập. Hai cái tầng từ ngã, một cái là phenomenology, một cái là ontology, một hai cái tầng từ ngã. Thì cái tầng này, hai tầng từ ngã này á, nó thí dụ một cái hình ảnh có hai con chim. Một con chim á thì nó đứng, nó ăn cái cây, ăn cây cối, nó hát, nó hò. Con chim khác bất động đứng nó nhìn, nó thấy con chim kia ăn. Thì cái thí dụ con chim chỉ là hình ảnh mà thôi, vì hai con chim nó biệt lập nhau. Mà ta thí dụ rằng con chim kia nó thấy con chim kia ăn, mà con chim kia chính là một phần của nó. Thì trong cái từ ngã cũng vậy, có hai cái từ ngã, một cái từ ngã bất biến, nó làm nền tảng cho một cái từ ngã hiện tượng, buồn vui mừng giận. Thì giống như sóng nước, sóng biển, sóng nổi lên thì trên sóng có là tùy theo ấy, những cái phần cây cố, những cái ảnh ngôi sao, mặt trời, mặt trăng, rồi nhiều khi trên mặt biển nó hiện ra là lầu đài, thành quách, những cái hiện tượng ấy, hư ảo nó có thật, sóng là nhà cửa, nhưng mà tất cả thì khi nó im lặng chỉ là biển, là nước. Thì cái từ ngã cũng vậy, nó không thay đổi như nước vậy đó, không thay đổi, nước vẫn là nước, có làn sóng cũng là nước, thì nước này là bất biến. Sóng lên cao hóa thành lầu đài thì cái nước cũng thêm, mà khi tất cả lầu đài và sóng biến mất, nước cũng diệt, nó là một cái từ ngã này bất biến. Một cái từ ngã bất biến, một cái từ ngã của tầng thứ tư, đó là cái khái niệm về Atman. Vậy thì hai từ ngã này trong cái nhận thức thế nào? Nó bắt đầu từ cái nhìn, nó từng cái tầng, tôi biết, tôi nhìn, và thế là tôi nhìn, đó là con mắt. Cái tầng thứ hai, tôi biết tôi đang nhìn, nhưng mà khi tôi ngủ thì cái biết không còn. Thế sau khi tôi thức dậy, hôm qua tôi biết, tức là tôi nhớ lại là hôm qua tôi biết tôi đang nhìn. Vậy thì cái tầng thứ ba, trong hàng ngày như vậy, nó có cái ba tầng, thứ ba lần, ba cái tầng lần. Tức là một cái tôi nó chớp nhán, nó còn đó, nó mất đó. Một cái tôi ngày này có vẫn còn, tức là một cái từ ngã nó còn dài hơn. Nhưng mà rồi một cái tôi nữa, là hồi trẻ tôi thấy như vậy, tới già tôi cũng thấy như vậy. Thì một cái tôi nó kéo dài đó, đời sống hàng. Cái tôi khi trẻ, tôi khi già, khi trẻ
tôi khác, tôi buồn, tôi ngu, tôi suy dại, tôi thế này thế kia. Nhưng khi già tôi chứng trạc tam thập nhi lập tứ thập nhi bất hoặc mỗi thời gian với tôi nó mọi khác. Hồi xưa tôi là trẻ, hồi bây giờ tôi già, một cái tôi nó mọi khác. Hồi trẻ thì ai nói sao cũng được, khi già cái tôi già rồi mà kêu bằng thằng này thằng ông thì tôi giận, tôi kêu bằng ông. Khi tôi, cái tôi của đời thì kêu bằng ông này, ông kia, anh kia, là khi tôi đi tu một cái tôi anh này nghĩa là tôi giận. Tôi đi tu một cái bằng anh, cái thầy sao là cái anh. Khi tôi nhỏ tôi làm chú tiểu thì kêu chú cũng được, mà nhiều khi có thằng này kêu mày được. Mà khi tôi lớn lên tôi làm hòa thượng đó, mà kêu hòa thượng bằng ông hòa thượng, cái là nổi giận. Là một cái tôi. Cái tôi này thay đổi hàng ngày. Nhưng mà rồi nối liền tất cả cái tôi này lại. Thì là một cái tôi nữa. Cái tôi này sẽ chết khi thân thể này chết, nó sẽ chết luôn. Nó mà thẳng. Thì phải qua một cái tôi khác, thêm một cái tầng nữa. Thì khi mà tôi chết cái đời này qua cái đời khác, giả sử là tôi đầu thai là con heo, con khỉ, thì cái tôi bây giờ là tôi cũng nghĩ cái tôi nó thay đổi hình dạng, và thay đổi luôn cả cái nội dung của nó. Kiểu đó con khỉ, nó nghĩ ta là con khỉ, điều này chắc chắn rồi. Rồi ta là con khỉ rồi, khi chết đời khác biến thành ông vua, thì lúc đó con khỉ nó nghĩ rằng ta là ông vua, chứ ta không ta là khỉ nữa mà ta là vua. Ta là vua, ta là khỉ, ta là ăn mày, ta là ông thầy, bỏ cái ta này để nó thay đổi theo cái đời sống. Thì có một cái ta vĩnh viễn không thay đổi trong tất cả dòng luân hồi sinh tử. Vừa có cái ta này nữa thì có một cái ta giải thoát, đó là cái dòng ta. Thì vậy nó có hai cái ta đó rót lại do đâu mà có? Nó có một quá trình nhận thức đó gọi là self consciousness. Một cái ý thức là nó biết lấy chính nó. Thành đề tài tranh luận trong nhận thức luận trong là epistemology, tranh luận là thức nó có thể biết lấy nó hay không. Thì đưa ra hai thí dụ tranh luận. Một là con dao không thể tự cắt lấy nó thì ý thức không thể tự biết lấy nó. Đây là một thuyết. Vậy mà cái ý thức biết lấy nó là gì? Thì đây là một thuyết này. Thí dụ như rằng là nó tôi biết, tôi thấy, thì cái tôi thấy khác với cái tôi biết, phải hai cái, chứ không thể cái tôi thấy cũng là cái tôi biết được. Con dao không thể tự cắt lấy nó là một thuyết. Thuyết thứ hai, cái ý thức không phải như con dao, mà thức như là ngọn đèn. Ngọn đèn nó soi sáng cái khác cũng soi sáng chính nó, thì ý thức tự nó biết lấy nó, tức là nó nhìn thấy cái kia và nó thấy. Thì cái tôi thấy cũng là cái tôi biết, tôi đơn, hai cái tôi là một, không có hai cái tôi là hai. Thì cái này thành hai thuyết về nhận thức. Và thì công tác vì tùy theo người nhận thức, tùy theo kinh nghiệm mình cái nào đúng cái nào sai, tùy theo cái trình độ của mình là suy nghĩ. Ngay trong Phật giáo cũng có hai thuyết này, và trong chế khởi Ấn Độ nó dài dần tranh luận trong hai thuyết này. Mà tranh luận tới thế kỷ thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10, thứ 11, thứ 12 nó còn tranh luận. Thì ai mà học Phật giáo học tới các cái thuyết về luận lý học của Đức Na Ga với là Đức Na với của Trần Na với thằng của là Đạt Ma Kiệt Tê, tức là Pháp Xứng, là về sau này với Pháp Hộ Đạt Ma Tà La về sau này, thì sẽ thấy những cái tranh luận này. Và sẽ thấy trong duy thức nó đặt cái là gọi là chứng phần, tự chứng phần mới mới học duy thức á. Thì ra bên cầu không có cái niệm này, chứ giảng duy thức mà tới cái chỗ này nó giảng lộn xộn. Vì họ khái niệm tâm lý học không có về cái khái niệm về cái giảng tự chứng phần với chứng tự chứng phần, không hiểu được cái gì chứng mà cái gì không chứng. Nhưng mà qua tiếng Anh với tiếng Ấn Độ, tên tiếng Phạm thì dễ thôi. Cái là ý niệm là một cái xe và thắng sơ sinh, là một cái ý thức về chính nó. Và thì ý thức tự thức này nó cũng là lịch sử phát triển trong triết học phương Tây. Ban đầu là ý thức là phải ý thức về một cái gì, tức là nó đối tượng bên ngoài nó hướng ra ngoài giới để nó nhận. Nhưng mà rồi ý thức nó cũng biết nó đang ý thức nữa, thằng ý thức nó tự nhận thức lấy chính nó. Thì cái này phải có một quá trình phát triển. Quá trình phát triển đó là thành Hegel, là thành một cái là phenomenology, nó gọi là hiện tượng luận học.
cho là hiện tượng động vật tinh thần, tức là quá trình phát triển từ khi có loài người trong lịch sử cho tới khi mà con người trở thành cái ý thức tự biết đến nó, là self consciousness, đạt tới cái trạng thái tự thức. Cái quá trình này là quá trình lịch sử, trong một quá trình là biện chứng, nó gọi là lịch sử biện chứng, biện chứng lịch sử. Mà của cái lịch sử đó trong Hegel, trong Hegel thì cái biện chứng này là gọi là biện chứng duy tâm, tức là cái phát triển này là phát triển của tinh thần, nhưng mà qua các mắt đổi lại thành biện chứng duy vật, thì cũng từ cái quá trình tự thức này thì cái thức trong kia nó đã bàn tới cái tự thức này. Cái này tôi giải rắc rối nha, qua tôi Hegel thì cái này rắc rối hung rồi đấy, cái tự thức này. Cả phương Tây người ta lắc đầu với cái chuyện này, học triết học, đi học chứng chỉ triết học, học cái Hegel này là sợ lắm, dễ thi rớt, học mà làm quản thi rớt á, học triết học cái Sài Gòn tôi biết rồi, gặp ông thầy dạy làm quản thì dễ động, thầy dạy kỹ mà giỏi cái là dễ rớt, nói nghe không hiểu. Thế rồi là đây là nói cái một cái quá trình về trong cái hưởng độ điểm khái niệm ấy, quý vị nào thích thì nhớ, không thích thì thôi. Tôi nói dài quá là tại vì trong này có quý vị yêu cầu nó cái sự hiểu biết mỗi người mỗi cái phương diện khác nhau, nhưng mình làm quen một cái đã, rồi khi làm quen đi rồi chúng ta sẽ có cái vấn đề cần làm quen như thế nào theo cái nhu cầu hàng ngày, theo sinh hoạt hàng ngày. Bây giờ tôi đưa ra khái niệm như vậy tùy theo cái khả năng và cái xu hướng mọi người nhận thức. Bây giờ qua cái Phật giáo thì tất cả cái này không có một cái tự ngã nào mà như vậy, nó không có một cái tự ngã nào mà khác như hai tầng ba tầng nha, chỉ một cái tự ngã mà nó biến thái, tức là chỉ có một cái thức mà nó biến thái, nó thay đổi, nó gọi là parinama, nó thay đổi từ parinama cho tới chuyển hóa. Parinama nó chuyển hóa tức là bẻ cong, giống như cái gậy mà thọc xuống nước thì nó cong trở lại, mà cái gậy vẫn là cái gậy thôi, có gì hết. Thì cái mọi cái sự biến thái cũng vậy, mọi sự nó tùy theo. Thì giờ mình nói lại mấy cái tầng này cái, thì trong tất cả những cái này á, Phật giáo chỉ nhận có một cái điểm bàn, đó là Putkala, từ cái Putkala hàm ra hết á. Không có một cái niệm từ ngã nào mà trên là vĩnh viễn, tất cả từ ngã này bắt nguồn từ một cái Putkala mà ra hết. Putkala nghĩa chính nó là gì? Mình nói rồi, nó là một person. Cho thế là một người nghe nè, người thứ nhất là tôi, ta, anh, tức là có ta mà có người khác. Con chuột nó có một cái Putkala, vì con chuột nó thấy con mèo khác với nó. Cái khác biệt này chính là cái khái niệm Putkala, trong ý thức nó hình thành cái Putkala, nó từ một cái bản năng. Thì cái ngã nó có hai tầng, một cái ngã một cái Putkala nó có hai tầng, một cái ngã từ bản năng nó là gọi câu sinh ngã chấp, câu sinh ngã chấp, tức là một cái ngã chấp ý nực, một cái ngã chấp là ý nực, thì một ngã chấp là nội tại, nó từ cái bản sinh ra. Thì con vật nào cũng sinh ra có cái ngã chấp này hết á, và nó cũng mong tồn tại kéo dài bản năng sinh tồn của nó. Cái ngã liên hệ tới bản năng sinh tồn, thì cái ngã này liên hệ tới bản năng đó gọi là một cái trishna, hay trong cái tiếng Pali gọi là tanha, mình gọi là ái, tức là khát ái. Khát ái có nghĩa là bản năng sinh tồn. Ái này không phải là ái ố ái tình, ái này là khát ái, là bản năng sinh tồn, tức là mong rằng ngày mai ta sẽ sống, nếu là người chỉ tin vào duy vật thì mai ta sẽ sống, sống như thế nào. Con chuột nó nhớ rằng là nó ăn một cái tô một cái mì rồi về nó quên, nhưng mà nó chỉ nhớ trong ý thức nó ghi lại, mai nó trở lại nó ăn nữa. Vậy thì cái ngã đó là mai nó còn tồn tại và nó sẽ tới nó ăn nữa. Cái ngã này từ một cái bản năng sinh tồn thúc đẩy nó đi tìm, mình thấy con mèo thì nó chạy trốn, nó thấy bánh mì thì nó nhào tới, bất kể thấy cục thịt thì nó nhào tới, sập bẫy nó cũng nhào vô, nó đâu có biết bẫy mà nó sập.
nó sợ. Mà nếu thả ra lần sau chắc bẫy nó không dám vô, nó nghe cái mùi nó không vô nữa. Nên ta nói rằng nhiều cái chỗ bẫy mà sập bẫy chuột rồi mà không rửa đi sạch, mà lần sau mà cái bẫy để chuột không vô nó thì có cái mùi chuột đó, nó mùi chuột chết, nó cũng chuột nó không có vô. Nó vẫn có cái ý thức về tồn tại, làm cái khả năng về khác ái. Khả năng nào liên hệ tới hai tầng, thứ nhất tầng vật chất liên hệ với thân, tồn tại là phải thân này. Cái quan niệm tồn tại bao giờ cũng muốn tồn tại là phải nằm ổn. Thân ta là thế này, tức là ta sẽ mục sẽ ổn, thân ta này còn tồn tại không. Con chuột nó nghĩ rằng cái thân này còn, cái thân này mất, tức là thường cái đoạn kiến thì giữ cái thân này cái đã, đó là sắc, cái thọ. Nó muốn rằng cảm con chuột đói, nó muốn no. Thế nào là đói? Là vì nó muốn ăn, muốn no. Thì cảm giác muốn no đó là cái khác ai nó thúc đẩy, nó phải đi tìm thức ăn, là bản năng sinh tồn. Thì chính tất cả những cái này tạo thành cái dòng, nó thành từ ngã. Còn khác ai chỉ là cái bản năng quan này của vật chất, mọi cái sinh vật nó tồn tại với quan hệ vật chất. Là một cái tầng thứ nhất, là cái tầng gọi là câu sanh ngã chấp. Tại một khi mà sinh ra rồi, như con nít, trẻ nhỏ sinh ra, nó có một cái bản năng sinh tồn, đói thì nó khóc để mẹ cho bố, vì nó biết là không ăn thì sẽ chết, cái bản năng nó thúc đẩy. Nhưng mà làm thế nào bản năng thúc đẩy, nó gọi rằng là câu sinh, vì nhiều đời nó huân tập nhiều đời, cái bản năng huân tập nhiều đời. Thế cho nên chia là suy nghĩ không suy nghĩ, nó vẫn rằng cái cảm giác đó không cần cái suy nghĩ. Thì cái tồn tại nó tồn tại cái mức thấp nhất là cái sắc qua một cái ngã chấp. Thì câu sanh ngã chấp, rồi tới lớn lên nữa bắt đầu nó có ý thức. Ý thức càng ngày càng tích lũy thì nó định là ta là ai, ta là cái gì trong hiện tại. Thì con khỉ cũng có cái ngã chấp, thiệt ra con khỉ và có câu sanh ngã chấp, người ta thí nghiệm gọi là phân biệt, chứ quên, phân biệt ngã chấp ảnh hưởng môi trường xã hội thành cái từ ngã. Con khỉ nó có cái phân biệt ngã chấp này, ta thí nghiệm, ta bắt một đàn khỉ rồi là thí nghiệm, thì trong đó có không khí đầu đàn, ta đưa vào cái điểm não độ ta đo. Khi mà con khỉ cho nó dẫn đầu đàn đo cái điểm não, thấy nó máu nó tụ chỗ nào, xung như thế nào, ta lấy tất cả dao động sống ở trong não khi nó là đầu đàn. Một thời gian sau thuốc phải bắt đứng sau đưa con khác lên và huấn luyện, nó đã tập trước một con khỉ trong khi đầu đàn. Bây giờ đo trở lại thì con khỉ đầu đàn trước kia những cái mà cái hóa chất, những cái chất ở trong óc mà để bây giờ không còn nữa, và cái chất nó sinh ở con khỉ này, con khỉ trước kia cho có. Vậy thì cái ý niệm rằng ta là thủ lãnh đầu đàn, nó là ý thức, nhưng mà nó xuất hiện ở ngay trong cái phần sắc, tức là vật chất ở trong nó sắc thêm. Thì phát sinh như vậy là nó cả một loạt năm uẩn không có thể biệt lập được. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tất cả cái này thành một cái tự ngã riêng biệt. Đó là ngũ uẩn là thành cái tự ngã, không có cái một ý thức tự động mà thành cái tự ngã, mà luôn luôn thí nghiệm về thân thể. Cái thí nghiệm rất rõ đó, con khỉ mà nó nghĩ rằng nó thủ lãnh đầu đàn thì trong nó sắc pháp nó biến đổi, mà khi nó không còn được làm đầu đàn nữa thì cái sắc pháp trong người nó từ từ nó mất. Ở trong Phật giáo nguyên kinh điển gọi cái đó gọi là một cái loại sắc pháp, mà sắc pháp đó mắt không thấy, tai không thấy, chính nhiều vi cũng thấy. Cái sắc pháp đó chỉ nó cái loại sắc pháp đó là cái gì, sao nó gọi là vô kiến vô đối. Vô kiến, invisible, vô đối, intangible hay là intangible là vô đối, không có đối kháng, không xúc chạm được, intangible, không xúc chạm được. Không có xúc chạm mà không có đối kháng, một cái loại ngã và một và vô hình phát sinh ra trong người. Invisible,
invisible, nó hai cái loại sắc áp vô kiến và vô đối phát sinh một cái loại sắc như vậy. Thì người ta thiên nhập cái sắc đó, khi chúng ta nghĩ là ông chủ thì nó phát hiện cái sắc đó. Thì cái sắc này thường á là có thể tạo được, người có thể tự tạo được, đấy là bằng thiền định. Khi trong thiền định tạo được cái sắc đó, phải là định quả sắc. Định quả tức là gọi là fruit of meditation. Vậy là định quả sắc, cái sắc nó xuất hiện do kết quả của thiền định, định quả sắc. Thì tất cả những cái này tạo thành một cái từ ngã hết, một cái ngã sắc tàu hoàng, mọi người chúng ta đều có cái này, nó liên hệ tới vật chất. Mà khi thân thể này mất thì cái đó cũng mất, nhưng mà còn một cái tập khác nó còn tồn tại trong đó. Thì tồn tại trên cái dòng gọi là chủng tử, nó vẫn còn một cái đời khác. Vì những cái này nó không có mất, vì nhớ rằng nó vật chất thì nó vẫn còn đó, nó rã ra, nó kết hợp là những nơi khác. Nó không phải là những ý tưởng mơ hồ, định quả sắc, nhưng mà tồn tại với cái dạng khác. Khi chúng ta sống, quan hệ tồn tại với cái dạng vật chất này. Khi chết nó chuyển qua, tồn tại với cái dạng vật chất khác. Năm uẩn chẳng riêng là vật chất, nó thành một cái chùm. Thì sắc, thì nó tầm đưa tới sự sống. Sắc mà có sự sống thì phải có thọ, tưởng, hành thức. Nhưng mà khi đủ điều kiện thì nó phân thành năm thứ. Mắt, tai, mũi, lưỡi, để khi thọ, khi có, khi không thọ, khi nắng, khi lạnh. Khi bất định nhân sự thì không có cảm giác gì cả. Rồi cái tưởng thì lúc thấy hình này, khi nằm ngủ trên bao thì không thấy. Rồi cái thức tích lũy thì năm cái này, tất cả cái này tạo thành cái putkala. Không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có thì không thể có thành cái putkala được. Thì ngày nay chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có một cái từ ngã, rằng vì rằng là chính từ cái này tạo thành hình ảnh, rồi chúng ta suy diễn cái hình ảnh này ra vô cùng vô tận, xin đẩy nó lên thành cái thế giới siêu hình, thành cái Atman bất sanh bất diệt bất biến. Nó chỉ là một cái phóng đảnh, một cái làm cái alienation, một cái tha hóa. Một cái tha hóa biến nó thành cái khác, hay là sublimation, nó thăng hoa nó lên. Nó năm uẩn vẫn là năm uẩn. Chỉ khi nào vào niết bàn thì năm uẩn này mất, thì cái từ ngã đó mới mất, là Atma nó cũng không còn. Năm cái tầng từ ngã, thì cái tầng putkala trong nó một cái nó dẫn đi luân hồi sanh tử mọi cái. Đời này có đời khác, nó gọi là bổ đặc già la, chị hang không dịch được, đấy chính là bổ đặc già la. Bổ đặc già la ngã. Nên khi nó đạt tới vị A-la-hán, cái bổ đặc già la nó mới mất. Thì chính cái bổ đặc già la này ta phân biệt làm hai tầng, là thánh và phàm. Thì trong hàng thánh nó gọi là bốn hàng bổ đặc già la. Ai học Pali thì thấy, đọc cái Pali thì nghe tụng kinh đó hả, là cái gì đó, samichi patipanno savaka sanggo yatthi sang chattari purisa yukkani attha purisa pukkala, gọi rằng là tám cái attha purisa pukkala, tám cái pukkala, tám hàng thánh giả chưa vào niết bàn, có tám hàng thánh giả, tám cái putkala, tức là putkala bằng tiếng Sanskrit putkala đó, putkala là tám hàng, là tám hàng thánh giả, là từ tu đà hoàng hướng tu đà hoàng quả tới a la hán, tám bậc thánh giả. Bốn vị này khi tồn tại vẫn còn khái niệm putkala, còn phân biệt anaham là một putkala, tức là có một cái từ ngã, bởi vì vị anaham không phải a la hán khác nhau. Ngài A Nan không phải là Xá Lợi Phất, A Nan là một putkala, A Nan là một thánh giả tu đà hoàng, Xá Lợi Phất là một thánh giả A La Hán, hai cái putkala khác nhau, nhìn vào phân biệt rõ, không kêu lầm lẫn được. Không bao giờ ngay đã đi gặp ngay cả Phật cũng nhầm lẫn giữa là ngài Xá Lợi Phất với lại là cái ngài A Nan. Tức là khi tồn tại nó vẫn năm cái ngũ uẩn, nó tạo thành ngày anh đang khác với năm uẩn, tạo thành Xá Lợi Phất nó riêng biệt, thì hai vị không có lầm lẫn được. Cho nên chi mà khi Xá Lợi Phất niết bàn thì đem cho tới, thì to vẫn là to của ngài Xá Lợi Phất, và Phật vẫn nhận công nhận đó là to của ngài Xá Lợi Phất,
và để đệ tử xây tháp mà thờ. Thì A Nan cũng biết rằng Xá Lợi Phất đã niết bàn. Đây là những cái gọi là những cái Putkala. Putkala trong quan niệm về thánh giả, tức là thánh phàm đều có khái niệm về Putkala hết á. Từ khi vào niết bàn thì không còn khái niệm Putkala nữa. Mà Putkala là gì? Đây chỉ là hoạt động một cách tầng của ý thức. Nếu hoạt động ở mắt tai mũi lưỡi năm nhãn năm thức ở bên ngoài thì đó là nhận sắc bên ngoài, thì tôi thấy, tôi ngửi, tôi nghe. Khi ý thức can thiệp vào thì tôi biết tôi thấy và tôi nhớ tôi thấy. Ý thức này qua những cái nó còn, trong khi mình còn tồn tại ý thức này nó còn. Khi mà mình chết tất cả mắt tai mũi lưỡi nó lặn xuống, nó trở thành ra là ở trong cái kho tàng, nó chuyển có một cái thân thể khác, nó từ từ nó lớn lên thì ý thức nó hoạt động. Đó là những cái tầng ấy, bốn cái tầng về tự ngã. Thì bốn cái tầng kia như một cái quan niệm thông thường ở ngoài đời, quan niệm sanh nó vẫn chia làm ba cái. Nhưng khi mà vị mà muốn đối trị phải đối trị bốn cái tầng tự ngã. Trước hết là vượt qua cái tự ngã sát tọa là chúng sanh tướng, cái thân thể này không phải là ta, cũng phải là của ta nữa, làm khái niệm nè. Rồi mà tới phần thứ hai, thì là nhân tướng, cái ngã tướng là cái cơ bản này trong cái kinh Kim Cang sắp thức từ cái phần trước là cái ác nan. Khái niệm này dựa lớn là cái cơ bản trong tất cả cái khoảng độ một cái là mình gọi là cái tầng thứ tư đó, vừa có khỏi sanh tử luân hồi cái từ ngã này đó. Cơ bản thì cái Atman này trước hết xuất hiện như là một cái sattva chúng sanh tưởng. Do cái sattva, cái Atman là gì? Cái mà Ấn Độ giáo nó gọi là Atman, cái này thực ra đối với con mèo nó là một cái sattva chứ không phải Atman. Thì cái Atman trong một con mèo, Atman đó là sattva, đó là một cái. Chúng ta cũng hàng ngày cũng vậy. Cái nhảy đầu trừ tử vì cái Atman chúng ta xích là sattva. Cái sattva nó có tiền có bạc, bây giờ cái sắt là tiền bạc nó mất thì cái sắt thân thể này cũng còn nữa thì nó rớt luôn. Thì chúng ta có nhiều cái sắt, nhà cửa cũng là cái sắt, con cái cũng là cái sắt, mà cái đều sắt của ta, cái những cái của ta. Thành ra là nếu có người thân, thân mà thân vừa chứ mà thân yêu quá đi mà chết, ta cũng tự tử chết theo. Thì cái này gọi là cái sách ta, sách người, nó biến thành một sách đó là thân xác. Thì cái này là một Atman. Từ cái sách ta qua mình nới rộng thành vĩnh hằng. Ngay cả những người mà duy vật không tin có đời sau thì vẫn là cái Atman này, sách ta qua này. Vì rằng nghĩ rằng cái ta này, cái thân ta này nó mất nợ, mất nặng, đau khổ, bệnh hoạn, nó khổ quá, ta khổ quá, rồi cái diệt cái thân này đi thì nó không còn nữa, không cần cái đề sau nữa. Cho nên tự tử thì cái Atman này, Sattva là một. Cái thứ nhất là Sattva, là thọ tưởng. Cái thứ hai, cái thứ ba thì mới cái Jiva. Trong bản chữ Hán ấy, bản các vị khác á, là vô ngã tưởng, vô hữu tình tưởng và vô thọ giả tưởng. Thọ này là mạng. Mấy cái đấy là một cái mình tất cả các người ta gọi là cái soul, một cái linh hồn, là một cái con vật hay là một con người mình biết nó còn sống là vì nó nhúc nhích. Mà cái làm nhúc nhích đó là một cái soul, là khi nó thức thì cái soul nó ở trong mình, khi nó ngủ thì là cái linh hồn đi chơi. Hồi nhà quê hồi con nít ấy, mà tôi nghĩ hồn nít đi chơi mà nói rằng là chọc nó người ngủ, chọc thế nào được, mà đừng có lấy lồng nghệ mà bôi lên mặt nó. Bôi lên mặt là cái người đó chết luôn, tức là khi ngủ linh hồn nó thoát xác đi chơi, khi về nó thấy cái mặt lạ, nó nghĩ không phải cái hồn của nó nữa, không phải cái xác của nó nữa, nó bỏ đi chơi luôn là nó chết luôn. Đấy là hồi xưa con nít là quán niệm vậy đó, mà giỡn gì thì giỡn, nhưng mà người nằm ngủ muốn giỡn, muốn lấy là cột tay cột chân gì đó, rồi cột cái hòn đá để trên bụng, rồi nghĩa là làm gì thì làm, nhưng mà đều không được phép là bôi lòng mẹ trên mặt, sợ nó chết luôn. Nghĩa này nó hơi buồn cười chết,
nó có mít đấy, nhưng mà trong nó vẫn có khái niệm về một cái linh hồn. Rồi khi linh hồn trong các cái tôn giáo, cái linh hồn rời khỏi thân thể này là chết, mà còn thì nó sống, thành nó hồn nhập xác. Cái linh hồn một cái jiva, thì linh hồn là sự sống, nhưng mà ngài là thật chỉ là thọ. Thì trong cái tiếng Hán nó có mấy cái chữ gọi là jiva và ayu, là tuổi thọ là khác. Thọ là tuổi thọ, là ayu tức là một tuổi, hai tuổi, thì cái này mới là tuổi thọ. Thì tuổi thọ nó có khác. Thì trong cái kinh Phật nó mạng căn và thọ hay khác nhau. Cái mạng căn là sự sống này á, nó kết hợp bởi cái gì? Nó ba khái niệm kết hợp thành một cái ý niệm về cái sự sống. Thứ nhất là tuổi thọ, nó gọi là ayu. Ayu chứ hả? Ayu là một tuổi, hai tuổi, già trẻ, lớn bé, thanh niên, nó khác nhau. Rồi cái nữa là sự sống, Ushma, là hơi ấm, còn hơi ấm. Mình đó, người ở Việt Nam mà nghe chết là thử, người chết là chết tới đâu, rồi sờ tới chay, nó hơi ấm nó tới đâu, lạnh từ chân, lạnh tới ngực, hay lạnh từ trên đầu, lạnh xuống, lạnh dưới, lạnh lên, lạnh tới đâu thì chết tới đó, tức là còn hơi ấm thì còn sống. Cảm thứ ba là thức, noãn, thọ, thức, là ba cái, nó tạo thành một cái gọi là mạng căn, là sự sống. Thì cái mà trong La Thập gọi là thọ giả, trong bằng chán là thọ giả tướng, thọ giả đó là jiva. Cái jiva này gồm có ba yếu tố để tạo thành cái jiva, chứ một nó không có. Khi nào còn noãn, còn thọ, còn thức thì biết người đó sống. Mà khi ba cái này mà rã rồi thì cái jiva này cũng mất, không còn khái niệm nữa. Nhưng mà người ta gọi là linh hồn, thì khi ba cái này tức là thức là ý thức, không còn suy nghĩ là bất tỉnh. Tức là bất tỉnh một cái đó nè, bắt đầu là còn tuổi thọ chứ hả? Là biết rằng còn tuổi thọ là sống đó, thọ 50 tuổi, thọ 80 tuổi, thọ 90 tuổi, tuổi thọ ấy nè. Còn ý thức khi lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự, nhưng mà còn hơi nóng thì biết rằng còn sống. Khi hơi ấm, lạnh tới cái đầu rồi không còn nữa, lạnh tới cái ngõ ác rồi không còn nữa, hay lạnh tới bằng chân rồi không còn nữa, thì biết rằng nó chết. Vậy là cái khái niệm về jiva cũng mất luôn. Nhưng mà trong tôn giáo ta cho rằng cái này mất, nhưng mà cái linh hồn nó bay qua khác lên thiên đường, nó xuống địa ngục. Thì cái này gọi là linh hồn, này cái jiva. Trong Phật giáo nó gọi là mạng căn, tạo thành sự sống. Cái này cũng là một cái từ ngã. Nhưng mà cái này nó không có tồn tại nếu không có hơi ấm, không có ý thức, không có tuổi thọ. Chứ không ai biết nó là có khái niệm về sự sống. Tôi nó cũng chưa có sự sống vì nó có ý thức. Cho nên chỉ rằng là mình nhá con chuột nó chạy, nhưng mà nếu con chuột nó ngủ, tao cũng thức ngủ á, thì con chuột nó mất ý thức nhưng nó vẫn còn sống. Để khi nào con chuột hơi ấm mất thì con chuột nó chết. Thì con vật nào cũng vậy, nó có tuổi thọ của nó, và có hơi ấm của nó, có thức của nó, mà tùy theo cái trình độ hoạt động của ý thức. Con nào cũng có những cái này, thì ba cái này thành một cái từ ngã, nó gọi rằng là thọ già tướng. Thì cái này trong tôn giáo người ta vẫn lầm lẫn có một cái linh hồn. Khi còn ở đây thì thân xác này thì còn, mà nó ra khỏi thân xác này, thân xác này chết, gọi là hồn lìa khỏi xác nữa hả, là ba hồn bảy vía đó, hồn lìa khỏi xác, quan niệm về mọi tôn giáo cái này. Rồi cái thứ ba mới cái Pukala, tức là cái thứ tư đó, trong cái kệ thứ tự nó đi lần lên, nhưng trong bản là thật thì kể ngược lại, là chúng sanh ngã tướng, là chúng sanh tướng, ngã tướng là nhân tướng nhé. Là chúng sanh tướng là thọ già tướng, là tâm kể theo cái thứ tự. Thì cái thứ tự như vậy tạo thành một cái ấn tượng, người ta nghĩ rằng là ban đầu là có cái tôi cái từ ngã là khác người đó nè. Rồi cái thứ hai là nhân tướng, là người khác là người thứ hai, là tha nhân đó. Rồi chúng sanh tướng là ba người thành chúng sanh, một người là tôi là ngã tướng, người thứ hai là nhân tướng, mà người thứ ba là chúng sanh tướng. Và tất cả cái này đều có tuổi thọ, là theo cái giải thích thông thường của mấy người mà giảng kinh Kim Cang mà dựa theo bằng chữ Hán á. Thì cái này nó dựa thêm cái ngã xã hội, hoàn toàn cái này là xã hội, tức là có ta và có người. Một cái ngã là ta là gì, ta là thành phần trong xã hội, vị trí nào đó. Nếu không có xã hội, không có một vị trí trong xã hội, chúng ta không biết ta là ai. Cho nên chỉ lập thân phải lập danh, ở đời quan niệm ở Trung Quốc á, muốn tồn tại phải lập thân và lập danh.
là thân, là ta có địa vị trong xã hội mới tồn tại. Tức là ta là ai trong xã hội? Ta là vua, ta là thầy, ta là con, ta là cháu, ta là cha, thì phải có một vị trí rõ rệt. Bất cứ một cái ai tồn tại phải có một cái vị trí rõ rệt. Không có cái vị trí không thể là tồn tại được. Con người chỉ tồn tại khi nó xác định được vị trí của nó trong xã hội. Chính vì vậy mới là cái quan niệm là ngã nhân chúng sanh tướng, thọ già tướng, nó dễ hiểu, nó chấp nhận trong cái phạm vi đó. Nhưng mà nếu tùy căn bản siêu hình và tâm lý thì cái tà xã hội nó khác đi, thì đảo một trật tự lại thành hai cái trật tự. Ngài La Thập có lẽ là ông Ngài La Thập là người giỏi về Trung học Trung Quốc mà đưa cái triết học siêu hình của Ấn Độ xuống thành cái một xã hội người Trung Hoa chấp nhận được. Trên Kim Cang, từ cái ngã Kim Cang của La Thập như vậy nó phổ biến trở thành cái triết lý sống, đưa tất cả kim dung triết lý, rồi đưa thái cực quyền, thái cực kiếm, rồi nó đủ thứ đấy. Thành cái triết lý sống của họ, đưa vào cả tranh vẽ, hội họa, nghệ thuật, mọi cái biến thành sự sống. Cái một cái chuyển đổi rất là kỳ diệu. Mà nếu mà để nguyên cái triết học như mà ngài Huyền Trang chưa chắc thì người Trung Quốc có chấp nhận được. Cái ngã xuyên chưa chắc là chấp nhận được. Nhưng mà đối với chúng ta ngày nay thì nó khác một chút, là chúng ta thoát khỏi cái ảnh hưởng của cái chính trị, cái triết học chính trị xã hội Trung Quốc, nhưng mà tiếp xúc với cái nền tôn giáo Tây phương, thì qua ngõ Tây phương đó chúng ta trở về Ấn Độ nó gần, cho những đứa chúng ta trở lại gần. Thành ra khi mà tôi nói rằng là học Tây phương để trở lại Ấn Độ nó dễ, người ta cho rằng là nó chặt. Vì rằng Đông với Tây nó khác nhau, không có đâu. Muốn ngày nay thực ra từ Trung Quốc và từ người Việt Nam này muốn đi vào Ấn Độ thì qua cái ngõ Tây phương, đi vào Ấn Độ rất dễ, đi thẳng vào Ấn Độ mình khó đi lắm. Có những khái niệm linh hồn và từ ngã chẳng hạn, chúng ta đi từ cái tôn giáo và triết học phương Tây đi vào Ấn Độ nó dễ, đi thẳng Ấn Độ mình đi được, mình khó, vì là chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái triết học Trung Quốc, cái tư tưởng là mượn cái đường đó mà đi. Còn nếu mà chúng ta thực ra mà giỏi Phật học, mà bắt nguồn giỏi về cái Trung Quán nào hay tất cả duy thức, mà thực sự là giỏi cả tiếng Phạn nữa, thì khỏi cần cái phương Tây, cái thằng Ấn Độ. Ở đây Ấn Độ nó là Đông Phương, nó có hai cái thế giới riêng biệt. Ấn Độ và Trung Quốc hai thế giới nó ngược nhau riêng biệt. Ngày nay vẫn từ kinh tế, chính trị, sao không có giống nhau hết á. Mà nó Đông Phương, mà Đông Phương thường chúng ta hay chỉ vào hoặc là Tàu hoặc Ấn Độ, mơ hồ, hai cái không nhau. Chỉ có, nhưng mà có cái đặc biệt là Trung Quốc nó tổng hợp được, như cái Kim Kim Cang chẳng hạn, tổng hợp được một cái Ấn Độ và Trung Quốc thành cái lệ sống, mà Ấn Độ không chấp nhận Trung Quốc được. Thế nên Trung Quốc thành một, dầu sao nó thì tới bây giờ người ta vẫn thấy những cái kỳ diệu của nước Trung Quốc, khen cũng được mà chê cũng được. Nhưng mà gần như là cái nền văn minh mà khó có một cái nền văn minh thứ hai, nó có một sức hấp thu và đồng hóa, ở gần Trung Quốc dễ bị mất nước lắm. Cái sức đồng hóa rất lớn, nó đồng hóa, nó thâu nhận cái khác làm chính mình và biến người khác thành cái của mình nữa, biến cái Ấn Độ thành cái của chính mình, và rồi những cái gì mà chung quanh Trung Quốc mà chống Trung Quốc chứ cũng thành Trung Quốc. Nó một cái sức đồng hóa rất là lớn, tại vì nó từ một cái sở thích học tôn chính trị sâu rất là vững. Thì cái này nó rộng ra thì chúng ta biết rằng cái vấn đề nó rộng rãi vô cùng. Nói giờ chúng ta thu hẹp trở lại. Úi giờ còn có 15 phút nữa. Bữa nay chúng ta nói tới là bốn cái quan niệm về từ ngã được không? Thì trong cái đoạn này Kim Kim Cang á, nhắc tới cái từ ngã này là sao? Đây mới chỉ nói tới cái giai đoạn là phát tâm của Bồ Tát, là phát tâm. Phát tâm tức là phát bồ đề tâm, phát tâm là chitta tada ấy. Nói tiếng Phạn, đọc tiếng Phạn cho nó vui ấy. Trong này có chữ chitta là tâm ấy, utpada là khởi lên ấy, khởi lên rising ấy, là khởi lên. Tức là khởi lên tâm, mình nói rồi, khởi lên có hai cách. Một là làm cho tâm nó xuất hiện, và hai nâng nó lên, nâng cao nó lên.
Cái chữ Upada nó có nghĩa là chữ Ut. Nó từ ra động từ Ut. Từ cái prefix là Ut. Thì Ut cũng như chữ Ut trong tiếng tiếng Sanskrit, cái gì utter, utterance. Utterance là mình phát ngôn rồi đó. Nó gần như một gốc. Một vài cái thuật. Một vài cái từ mình có thể là mình tìm thấy cái gốc gần nhau thì cả mà nó khởi lên. Gọi là khởi lên. Thì pada này có nghĩa là dấn bước, to patch, giống như từ path, trong tiếng Anh là path là con đường á, bước chân lên, pada có nghĩa là bước lên. Thì trong cái Phật học mà chữ pada này chúng ta hay dịch là sanh, có chỗ gì là phát khởi, có gì là sinh, sanh là nước, nó nằm im lặng, mà khi nổ sóng thì nổi lên cao lên, thì đó là sóng nổi lên trên mặt nước, gọi là sanh, nó xuất hiện. Cái dịch nó xuất hiện cũng được, mà dịch sanh cũng được. Tiếng Anh nó có hai dịch là produce, production, produce. Đấy, một cái nữa là appearance, to appear, to produce. To appear, to produce. Không, chữ pada khá cũ là khác, chữ pada cũ là cái chân nó khác, nó có một gốc, nhưng mà nó cái chữ nó khác. Còn chữ pada tắt từ động từ tắt là... thì nó chữ nó gần giống nhau nhưng mà cũng từ tách là từ cái chữ là cái này là cái câu cũ là cái câu trong cái mệnh đề á, pada này là cái mệnh đề. Thì mình lấy cái gốc để mình hiểu là mình như là cái đường, con đường. Con đường thì nó có bụi, nhưng mà gió thì bụi nó thổi lên thì gọi là xuất hiện. Khi nó bụi lắng xuống là tịch diệt, nó gọi là sanh và diệt trong cái sanh tử của Niết Bàn á. Sanh là bụi nó khởi lên, diệt. Yoda là nó lắng xuống là extinguish, là extinction á, diệt, dập tắt, lặng xuống. Thì cái tâm cũng vậy, bây giờ tâm trong hiểu này là khởi cái tâm lên á. Mình gọi là khởi tâm là phát tâm. Nó nghĩa là gọi nâng cao lên vì chúng ta có cái tâm sẵn rồi. Vì nâng cao cái tâm lên, mà nâng cao tới mức nào, tâm bồ đề, tâm giác ngộ, nâng cao đến cái tầng giác ngộ. Thì muốn nâng cao lên thế nào, làm thế nào tâm mình rộng lớn ra. Đây là cái quyết định đầu tiên của những người hành Bồ Tát Đạo. Nói chung là muốn tu Phật, phải nâng cái tâm mình lên. Nâng tới mức nào, nâng cái hàng thanh văn, nâng cái hàng Phật, nâng tới mức nào, nâng cái tâm mình lên. Muốn nâng tâm làm thế nào cho rộng rãi lên. Là bốn, mình đã nói rồi, bốn cái. Bốn cái phương diện hay là bốn cái tiêu chuẩn hay là bốn cái nguyên tắc hay là bốn cái đặc tính để nâng cái tâm lên. Thì trong câu trả lời của Phật mà giới thiệu là Ngài sẽ nói đó là Bồ Tát đã phát thú đại thừa, những người thành thiền nam tử thiền nữ nhân đã phát thú, tức là phát khởi từ set up hay là take off hay là set foot, đã bước chân lên phát thú. Phát này là phải là tâm, cái gọi là phát thiền nam tử thiền là như phát a nậu đa la tam nửa tâm bồ đề tâm bằng giá nghe. Thì đây có nghĩa rằng là cái thiền nam tử là một người như là cư sĩ đó, cư sĩ nam, cư sĩ đàn ông, đàn bà, người lớn, người nhỏ, mà phát thú, tức là phát khởi, gọi là pratitthita, pratitthita nghĩa chính là to be in settle được. Đây in settle được ăn cũng được đặt để, hay là be put on được đặt để, hay là establish được an trú. Cái chữ phát thủ nó có nghĩa như vậy đó, ăn cũng được đặt để đứng vững trong cái cổ xe. Thì cổ xe đại thừa là Bodhisattva Jhana. Bodhisattva Jhana là Bồ Tát thừa, the vehicle of Bodhisattva. Cái cổ xe, vehicle Bodhisattva, cổ xe của Bồ Tát, tức là được đặt để ngồi trong đó. Thì cái gì muốn đặt để ngồi trong đó rồi á, thì làm thế nào để nâng cao cái tâm mình lên, tức là làm thế nào phát tâm. Thì cái chỗ phát tâm này gọi rằng là nâng cao cái tâm mình lên, hay là sản xuất, nó gọi là to produce, là sản xuất ra cái tâm, gọi là tâm bồ đề.
trong nó có bốn cái. Một là cái gì? Là cái đối tượng. Đối tượng có nhiều loại chúng sanh. Đối tượng đó là vô hạn, nhiều chủng loại, nhiều sai biệt. Cái thứ hai là tối thượng, là dẫn tới mục đích cứu cánh, là cao, là supreme, mà một cái vaste, nhớ bốn cái ấy, một cái vaste. Cái hai là cao thượng, là supreme, là mục đích, aim, cái mục đích, cái goal, cái aim, cái mục đích là supreme. Cái tâm mình hướng đến đó, vừa rộng lớn, vừa cao thượng, tối cao. Cái thứ hai, absolute, tuyệt đối. Thiệt ra là cái tuyệt đối thì mình có hiểu nó là infinity, eternal, infinity, infinity, vô hạn, vô lượng, hay là eternal, eternality. Áp suy hiệu thứ hai nghĩa vô lượng, cho nên Tăng Viên Cang nói đó. Cái thứ nhất này là sở chúng sanh, là tha sanh, là oán sanh, thấp sanh, hóa sanh, đó là cái phạm vi rộng lớn, bao trùm cái thế giới rộng lớn. Và thứ hai là cái supreme, là cái niết bàn, vô dư niết bàn, là đối tượng phải đạt đến. Và cái thứ ba là vô lượng vô biên chúng sanh, thiệt vô chúng sanh đắc diệt độ. Đây là một cái đạt tới cái eternality, một cái absolute. Ở chỗ là bây giờ là Bồ Tát không còn phân biệt là ta và cái số lượng chúng sanh nữa, nó thành vô biên này đó. Tất thấy vô lượng không có ai cả, thì cái này đạt tới cái gọi là eternity, là đạt cái vĩnh hằng. Nên khái niệm vĩnh hằng thì kết hợp thế nào trong cái chiều vô lượng mà không thấy chúng sanh việt độ thành chữ vĩnh hằng, thì mình kết hợp cái ý tưởng này lại thì sẽ thấy nhau. Từ kết hợp lấy phần tu kết hợp dùng cho được, để từ từ tôi kết hợp dùng cho. Và cái này mà vô lượng chúng sanh mà không thấy chúng sanh nào mà diệt độ cả, tức là làm cho mọi người được an ổn, an lạc tuyệt đối, mà không thấy có ai an lạc tuyệt đối cả, thì mà gọi là mà cái vĩnh hằng, là cái tuyệt đối thì hơi khó, phải không? Nhưng mà cái này là vì sao? Là vì rằng không có ngã tướng, là không có điên đảo, không có điên đảo. Tức là bằng mình dùng đến từ đi, anh Phật Phật chẳng không điên đảo, là tới cái không điên đảo. Không điên đảo là gì? Là không có cái ngã, và hoàn toàn thấy không có cái ngã. Bốn cái khái niệm gọi là điên đảo, đó là ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng, thọ ngã tưởng. Thực ra chỉ ba cái, một cái thế lực, một cái chính là cái ngã Atman. Atman là một cái điên đảo tưởng, một cái ngã. Cái Atman nó xuất hiện tới ba cái dạng, đó là điên đảo tưởng. Đó là gọi rằng là cái thế giới này mình nhìn ngược lại cái thế giới, mình nhìn cái thế giới đầu xuống đất, cái trong mình nhìn thấy thẳng, đen mình nhìn thấy trắng, đó gọi là điên đảo. Có mình nhìn thấy không, không nhìn thấy có, đó gọi là điên đảo. Điên đảo, điên là nó nghiêng qua nghiêng lại, đảo nó đổ nhào xuống, nó nất ổn. Thì đạt bốn cái này, nâng cao tâm hồn người lên thì nâng cao được. Thì bây giờ trước hết á, mình phải đi từ từ, chứ nào còn nâng cao theo kiểu triết lý này thì không nổi. Đi từ cái cơ bản này, làm thế nào thì nâng cao? Thực ra nếu không nâng cao mình lên được thì không bao giờ hiểu được Phật thừa là cái gì, hiểu được cái cao đại là gì. Cũng như cái tâm của cũng anh chàng cùng tử, cái tâm của anh chàng ăn mày thỏa mãn với rằng là những cái cơm sinh hàng ngày, cơm thừa căng cảnh hàng ngày, cặn những áo quần rách rưới, thỏa mãn với cái đó thì không bao giờ mong làm cái gì to lớn. Thì ông chủ phải huấn luyện lần, cái ông bố đó phải huấn luyện lần, bắt đầu cho làm anh chàng đi quét cầu tiêu, đi dọn rác, hài lòng với cái nghề nghiệp của mình, thì cũng chỉ mong chừng đó và cái tâm tư chừng đó. Nhưng mà ông chú đã khéo léo huấn luyện, ông bố đó huấn luyện từ từ, tức là nâng cái tâm lên từ từ. Ban đầu nó chỉ nghĩ cho nó ăn uống đầy đủ mà thôi, mà sau đó nó còn nghĩ tới một cái khác nữa, tức là nghĩ làm thế nào giữ cái nhà cho ông chủ này. Ban đầu thì nghĩ tới cầu tiêu cho nó sạch để mà được trả tiền lương, cũng bắt nghĩ tới mình. Mà cuối cùng nó nghĩ cho cái già trong chỗ đừng có ăn cắp con trộm ban đầu, nhưng cuối cùng nghĩ vì ông chủ. Nhưng khi biết ông bố mình rồi là nghĩ là ông bố mình không những mà mình còn thấu nhận nữa, nâng cái câu cái tâm mình lên,
Thì ở đây chúng ta muốn tiến bộ, phát triển thì phải làm thế nào nâng cái tâm mình nó rộng ra. Nếu mình sinh trong một cái nhà nghèo, trong một cái hốc bò to, ở một cái làng quê nào đó, mà nhà nghèo nữa, thì chị nghĩ tới nhiều lắm, nghĩ tới bố mẹ mình là cùng. Không nghĩ rộng ra, cái tâm nó chặt hẹp. Tâm nó lớn bằng cái nhà tôi nó chỉ có là ngang dọc, ngang 4 thước, dọc 4 thước. Thì cái tâm tu chiến trong mà cái nhà đó không lớn hơn được nữa. Và ra khỏi cái nhà đó thì mình sợ sệt, không dám hơn ai hết á. Và trong nhà đó tôi là ông bố, tôi làm chủ, tôi nạt nộ. Nhưng mà ra khỏi cái nhà đó không dám nạt nộ ai hết. Cái tâm nó nhỏ, không bao trùm được. Thế rồi học hành, nâng cao bằng, ở ngoài đời ta nâng cao bằng cái trình độ, cho đi học. Cái thằng nhỏ cho đi học, nó học ở trường, nó học nó lớn lên một chút, cái tâm nó hơn khỏi cái nhà, hơn cao ông bố là một cái đầu. Ông bố nó chỉ có tâm cái nhà, cái cậu bé này vừa có ông bố. Học từ từ, cái tâm cái cậu bé nó nâng lên hiểu biết. Nó nâng lên ban đầu nó nghĩ tới cái làng của nó. Làng nó nghèo, nó muốn sao làng nó nghèo, làng nó giàu, làm sao. Rồi từ làng xã nó nghĩ ra tới cái ruộng, từ ruộng nghĩ ra tới tỉnh, từ tỉnh nghĩ tới nó, cái tâm nó lớn lần từ từ, càng kiến thức càng rộng. Nâng cái tâm mình lớn lên. Nhưng mình nâng lớn thế nào mà để cho tới tận cùng biên vô cái sanh tử đó khó. Hồi xưa có chuyện kể là thiên thần. Và thiên thần này cũng kể gọi là Xích Mã Tiên Nhân. Tức những là Red Horse, con ngựa đỏ. Ông Tiên Nhân này ở trên là con ngựa đỏ. Ông kể với một Phật rằng là tâm đời trước, ông nghĩ rằng là muốn biết cái tận cùng của sanh tử, muốn chấm dứt cái khổ của sanh tử là phải đi tận cùng biên giới của vũ trụ. Thế là ông này có cái thần thông, ông là tiên nhân tu được cái thần thông. Ông đi bước chân một bước á, là từ cái biển Đông qua biển Tây, đó là đi một lần như vậy là hàng mấy nghìn cây số, có như cả quay thuộc là cả một năm ánh sáng này. Thì ông bắt đầu đi, bắt đầu từ cái chỗ này ông đi để đi tới cái biên giới vũ trụ. Nghĩa là từ những cái giờ ăn uống vệ sinh ra ông đi, đi cả ngày, đi cho hết cả một kiếp, một đại kiếp, không bao giờ tận cùng biên giới vũ trụ để hỏi Phật. Vậy thì có cần đi tới tận cùng biên giới vũ trụ để vượt qua hệ sinh tử không? Mình nói rằng là không đi tận cùng biên giới vũ trụ thì không thể vượt khỏi chấm như sanh tử. Nhưng Phật nói không cần thì phải đi như vậy. Ở trên cái thân ta này, một cao một thước sáu này, ta có thể đạt tới tận cùng biên giới của vũ trụ. Đây là cái thứ nhất. Cái này là khái niệm về từ ngã, từ một cái từ cả. Khi chúng ta đạt tới cái từ ngã thế nào, nhìn thấy cái thân này, đạt được cái từ ngã của thân này là hiểu được cả cái vũ trụ. Cái này diễn trong cái khoảng độ, nó diễn ra dài dòng. Người ta nói rằng là khi một người thương bố, thương mẹ, thương người tình, thương con cái, thương cái gì? Không, đó chính đó là từ ngã của mình. Tôi thương yêu một dòng sông, thích một dòng sông, vì dòng sông đó chính là cái từ ngã của tôi. Tôi thấy Mặt Trăng đẹp, làm thơ ca ngợi Mặt Trăng vì Mặt Trăng đó là từ ngã của tôi. Vậy tất cả đều là cái bóng dáng của từ ngã. Thì ta là cái gì? Tất cả vam asita là tất cả cái đó. Cái gì ở đâu là khi sử dụng từ cái ta mà ra. Nhưng mà làm thế nào chúng ta có cái ta này? Nó đơn giản, trong kinh pháp của câu nó rất đơn giản. Phật nói thế này là tất cả chúng sanh đều sợ đau đớn, đều sợ roi gãy, đều sợ chết. Vậy thì các ngươi hãy từ cái ý tâm ý các ngươi, đừng có giết và đừng có báo giết. Đấy là mở rộng cái tâm mình ra. Cho thế là chúng ta ai quấn tới thì đau. Khi mình nhìn người khác đau, người khác bị đánh, mình cảm giác được cái đau, tức là thoát ra khỏi cái thân mình, hòa nhập với cái thân của người khác. Và ai có gia đình, có thân nhân thì sẽ biết cái này. Nhưng những người đã từng làm mẹ thì sẽ biết cái này. Người thân của mình đau, tự nhiên mình đau đớn theo, lo lắng mình lo lắng theo, mình đồng hóa với cái từ ngã khác. Nhưng mà chúng ta chỉ đồng hóa tới một cái mức nào đó, không đồng hóa được nữa. Mình có nhiều lắm đồng hóa tới cái vũ trụ này, không vượt ra khỏi vũ trụ được. Nên bị hạn chế, tôi sợ quá giờ rồi.
quá giờ thôi, tới đây là đứt ngang nói chừng hả, giờ tóm lại cái đi đứt ngang nói chừng nè, thì câu hỏi này làm thế nào nới rộng cái từ ngã ra, nâng cao cái từ ngã lên mới có thấy mình to lớn được. Nếu chúng ta mà không vượt ra khỏi cái đầu của chính mình to lớn thì mình còn nhỏ nhoi thì không nghĩ tới, không bao giờ thấy ông Phật vĩ đại được, lũng quẩn như nước nứt trong cái nhà nghèo, ở trong cái nhà thì thấy cái thế giới lớn mà cái nhà cũng rộng rãi được. Thì giờ Bồ Tát làm thế nào cho rộng lớn, phát Bồ Đề tâm, nâng cao cái tâm mình lên cho rộng rãi, gọi là tâm đại trượng phu, hay là bốn biển là nhà. Hồi xưa ta nói về đại trượng phu bốn biển là nhà, nhưng mà lớn chút nữa 3.000 thế giới này đâu chẳng là nhà, trên tất cả nữa 3.000 chẳng có đâu là nhà hết, bao trùm tất cả. Đó là những cái tầng vượt qua mà chúng ta chỉ nói trong lý thuyết, không thực hành được và không bao giờ cảm nhận được, thì không bao giờ thấy được cái vĩ đại của cái đời sống. Cái sự sống là một cái gì vĩ đại to lớn, mình không bao giờ mình cảm giác được. Mình chỉ cảm giác là mình chỉ khá hơn một con chuột, là vì mình biết có ngày mai, con chuột không biết ngày mai. Mình khá hơn con chuột, mình biết có cái biên, có cái nước Mỹ nó xa xôi, con chuột nó chỉ biết trong từ cái vườn tới cái nhà, nhưng mà cũng giới hạn trong cái thế giới vật chất, không vượt lên cao được. Vậy thì cái đầu tiên làm thế nào nâng cái tâm mình lên, gọi là phát Bồ Đề tâm. Không có nâng cái tâm lên đừng có hòng nói rằng hiểu đạo, không hiểu được cái đạo cao siêu nổi. Thì nếu không hiểu đạo thì nó sẽ Bồ Tát tiểu thừa đại thừa, nó lung tung chả có nghĩa gì, mình nói mà chơi cho vui thôi. Nhưng mà rồi bây giờ hết giờ rồi thì sao nói tiếp, bữa nay khỏi cái từ ngã dài quá cho mình đáng lý là thôi đứt ngang nói chuyện không có kết luận gì hết, mình chưa kết luận được. Giờ thì để quý vị muốn ý kiến thế nào thì muốn nghĩ hay muốn tiếp thì tùy theo. Thì Mô Phật xin kính chào quý vị. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý cô và đại chúng, ông đã thuyết giảng cho chúng ta suốt trong 2 tiếng đồng hồ qua, thì bây giờ cũng đã hết giờ. Nếu quý vị có những cái câu hỏi nào của ngày hôm nay hay những tuần trước thì xin quý vị hãy hoan hỷ chuẩn bị câu hỏi của mình để đặt trước giờ của lớp học tuần sau. A Di Đà Phật. Tất cả chúng con hiện tại đây xin cúi đầu kính tri ân và cảm niệm công đức cô đã dành thời giờ rất là quý báu vào đây dạy dỗ chúng con. Chúng con sẽ cố gắng áp dụng những điều cần thiết vào đời sống hàng ngày của mình, và xin cầu nguyện 10 phương chư Phật và chư Bồ Tát gia hộ cho hôn lúc nào cũng được khỏe mạnh và tất cả mọi Phật sự được viên thành. Và cũng xin kính chúc tất cả quý thầy cô, quý đại chúng và cha quyến lúc nào thân tâm cũng được tường lạc trong chánh pháp, và tâm Bồ Đề lúc nào cũng được tăng trưởng. Và sau đây con